Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 591 rốt cuộc ai là nội gián? Những cô gái mặc quần áo nịt này chính là đặc công của tổ đặc công bóng đêm. Các cô ấy nhận được mệnh lệnh đi ám sát bọn đầu sỏ gây sự, cho nên lập tức chạy tới biệt thự Tinh Nguyệt. Những nữ đặc công của tổ đặc công bóng đêm trà trộn vào đám người hỗn loạn từ phía sau, sau đó không ngừng chen về phía trước. Bọn họ không dám nổ súng đâu, mọi người cứ tiến về phía trước đi thiêu rụi biệt thự của lê uy long nào Lệ uy long là tên hại nước hại dân mọi người ai cũng có thể giết chết anh ta nếu lê uy long không dám ra bọn tôi sẽ phóng hỏa thiêu biệt thự của anh ta những tên đầu sỏ gây sự kia vẫn không ngừng vung tay hô hào xúi dục dân chúng dưới sự xúi dục của bọn họ dân chúng gần như điên cuồng không ngừng tấn công những người hộ vệ mà những hộ vệ đó không nhận được mệnh lệnh cho phép nổ súng chỉ có thể dùng thân thể ngăn cản tạo thành một bức tường phòng thủ bằng sức người. Những tên đầu sỏ gây sự thấy hộ vệ vẫn không dám nổ súng, thậm chí còn to gan nhào lên cướp súng của hộ vệ. Tình hình lại một lần nữa mất khống chế. Mà đúng lúc này, nữ đặc công của tổ đặc công bóng đêm đã đi tới sau lưng những tên đầu sỏ gây sự đó, sau đó rút một con dao gam sắc bén từ trên người ra. Chỉ thấy ánh sáng sắc bén lóe lên, những tên đầu sỏ gây sự đó lập tức ngơ ngẩn, trợn mắt há hốc mồm. Máu tươi phun ra từ động mạch trên cổ của bọn họ. Audio điện tử võ tấn bền. Sau khi ám sát thành công, các vị nữ đặc công này lập tức lặng lẽ lùi về phía sau, tiếp theo nhanh chóng rời đi. Bởi vì lúc này quần chúng đang bị kích động và phẫn nộ, tình hình chung quanh vô cùng hỗn loạn, gần như mất khống chế, cho nên không có ai phát hiện phần cổ của những tên đầu sỏ gây sự này đã bị cắt đứt. Qua một hồi lâu, những tên đầu sỏ đã không thể đứng vững được nữa cứng nở ngã xuống trên mặt đất. Mà những người bên cạnh bọn họ, cũng cảm giác được trên mặt mình giống như bị máu tươi phun lên, ai nấy đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, người chung quanh thấy những tên đầu sỏ ngã xuống đất, cả đám sợ đến mức hét toáng lên. Á, à, sao trên cổ của bọn họ lại chảy nhiều nhiều máu dữ vậy? Trời đất ơi, bọn họ bị ai cắt cổ vậy? Tại sao lại như vậy? Những tên hộ vệ rõ ràng không có cầm dao, sao bọn họ lại bị cắt đứt động mạch cổ? một đám người đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhao nhao bàn tán. Mà những tên đầu sỏ bị cắt vỡ động mạch cổ đó còn không có chết hẳn, cả người bọn họ không ngừng run rẩy, cực kỳ đau đớn. Chính bọn họ cũng không biết mình bị ai cắt cho một nhát. Bọn họ chỉ thấy phần cổ đột nhiên có cảm giác lạnh lướt qua, sau đó máu tươi điên cuồng phun ra. Có khi nào trong nhóm chúng ta có nội gián không? Lúc này, một người đàn ông nói. Lời vừa dứt, Mọi người ở đây đều đổ mồ hôi lạnh. Nếu thật sự có nội gián, vậy thật sự rất khó lòng phòng bị. Rốt cuộc ai là nội gián hả? Lúc này, có người hỏi. Vừa rồi hình như tôi thấy có mấy cô gái xinh đẹp mặc quần áo nịt đứng ở phía sau bọn họ, có thể là các cô ấy làm đó. Đúng vậy, vừa rồi hình như tôi cũng thấy được mấy cô gái cực kỳ xinh đẹp xuất hiện. Nhưng mà, những cô gái trong miệng của mấy người đâu rồi? Chắc là chạy rồi những cô gái đó là ai vậy chứ? Ai mà biết? Mọi người vội vã đi tìm những cô gái đó, chỉ tiếc các cô ấy đã sớm đi mất hút từ bao giờ. Lúc này, những tên đầu sỏ kia đã tắt thở, hai mắt trợn tròn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Bọn họ đến tận lúc chết cũng không biết bản thân đã bị tổ đặc công bóng đêm phái đặc công tới giết chết. Bọn họ chỉ cầm một chút tiền của Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang và Phan Thiên rồi đi suối dục dân chúng vây công biệt thự của hổ xoái lại không ngờ chỉ vì vài đồng tiền này mà vứt luôn tánh mạng của mình. Bọn họ không biết hành động của mình đã xúc phạm đến danh giới cuối cùng của Lê Uy Long. Mà kẻ dám xúc phạm đến uy phong của hổ soái thì chỉ có một con đường chết, bắt buộc phải chết. Nội gián ở đâu cũng có, có khả năng vẫn còn nội gián trong đội của chúng ta, tôi thấy chi bằng mọi người mau rời khỏi đây, nếu không lại chết oan chết uổng như thế nào cũng không biết. Lúc này, một người nói, lời vừa dứt, mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, sau đó nhún nháo rời khỏi hiện trường. Không đến một phút, hơn một ngàn người lập tức giải tán sạch sẽ, chỉ còn chưa lại thi thể của mấy tên đầu sỏ mà thôi. Hiệu quả của việc giết một người dân trăm người chính là như vậy, chỉ cần đầu sỏ đột nhiên chết một cách thần bí là có thể làm cho mọi người sợ hãi. Bọn hộ vệ thấy những người vây công biệt thự của hổ xoái chạy trốn, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi bọn họ đương nhiên biết cái chết của những tên đầu sỏ này là do người của tổ đặc công bóng đêm gây ra. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng nghe thấy bên ngoài biệt thự đột nhiên yên tĩnh thì đều lấy làm lạ, lập tức đi ra biệt thự tìm hiểu nguyên nhân. Lúc các cô ra khỏi biệt thự, thấy bên ngoài biệt thự chỉ có các anh hộ vệ, những người đến gây sự ban nãy đã biến mất không còn chút tâm hơi. Hổ soái phu nhân, sao cô lại ra đây? Thủ lĩnh hộ vệ thấy Chu Nhược Mai đi ra biệt thự, vội vàng tiến lên hỏi tôi ra xem thử một chút ấy mà, những người ban nãy hô hào muốn đốt biệt thự đâu rồi. Chu Nhược Mai hỏi, bọn họ chạy hết rồi, thủ lĩnh hộ vệ nói. Sao đột nhiên bọn họ lại chạy, Chu Nhược Mai hỏi. Bởi vì đầu sỏ của bọn họ đã bị giết, thủ lĩnh hộ vệ nói. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên mặt đất cách đó một khoảng có vài bộ thi thể. Bọn họ bị ai giết vậy, Chu Nhược Mai hỏi. Báo cáo hổ soái phu nhân, Thuộc hạ cũng không biết bọn họ bị ai giết, nhưng tóm lại không phải do bọn tôi giết. Thủ lĩnh hộ vệ không dám tự tiện nói về tổ đặc công bóng đêm, chỉ có thể báo cáo như thế này. Chu Nhược Mai nghe thủ lĩnh hộ vệ nói như vậy cũng không truy vấn nữa, cô chỉ nói, để những thi thể kia ở đó nhìn ghê quá, mau mang thi thể đi chôn đi. Vâng, thủ lĩnh hộ vệ nhận lệnh. Lúc này, ở ngôi nhà cũ nát bên kia, bọn người mặc áo đen đã cho chặt triệu Khánh Ngọc lại rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Triệu Khánh Ngọc hoảng sợ hỏi. Cô sẽ biết nhanh thôi, người mặc áo đen cầm đầu nói. Vài phút sau, tên mặc áo đen kia dắt theo Triệu Đình Tuy Tiến vào nhà. Em ơi, vừa vào nhà đã thấy em gái mình bị trói chặt, Triệu Đình Tuy không khỏi giật nảy cả mình. Những tên mặc áo đen đó thấy Triệu Đình Tuy, nhanh chóng cầm súng chĩa về phía Triệu Khánh Ngọc. Anh ơi, mau cứu em, thấy anh trai của mình tới, Triệu Khánh Ngọc vội vàng hô lớn em gái, em đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu em. Triệu đình tuy giận dữ siết chặt hai nắm tay, xương cốt toàn thân phát ra từng tiếng kèn kẹt ghê người. Trường 592 tiếp cận để bắt cóc Chu Nhược Mai. Không được nhúc nhích, nếu không thì tôi sẽ bắn chết em gái anh. Người đứng đầu đám người mặc đồ đen lạnh lùng nói. Triệu đình tuy thấy em gái mình đang bị hàng loạt khẩu súng chĩa vào như vậy, nên cũng không dám manh động, chỉ có thể hỏi trước các anh bắt em gái tôi làm gì thực ra, chúng tôi cũng không muốn làm tổn thương em gái anh. Chúng tôi bắt em gái anh tới đây chính là muốn anh thay chúng tôi xử lý chút chuyện. Người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói. Xử lý chuyện gì? Triệu Đình tuy hỏi. Giúp chúng tôi lừa Chu Nhược Mai, vợ của Lê Uy Long ra khỏi biệt thự rồi bắt cóc cô ta đến đây. Người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói. Nghe vậy, Triệu Đình tuy liền giật mình, không ngờ những người này lại muốn mình bắt cóc Chu Nhược Mai. Triệu Khánh Ngọc cũng vô cùng kinh hãi khi nghe thấy đám người mặc đồ đen này muốn anh trai cô ấy bắt cóc Chu Nhược Mai. Các anh là ai? Tại sao lại muốn tôi bắt cóc chị Nhược Mai? Triệu Đình tuy hỏi. Chuyện tới nước này rồi, tôi cũng không còn gì phải sợ mà không nói cho anh biết. Chúng tôi là đặc công của Liệt ưng quốc. Mục đích của chúng tôi là muốn bắt cóc Chu Nhược Mai. Không cần nói thì tôi cũng tin anh có thể đoán được rồi. Người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói. Triệu Đình tuy lại sửng sốt. Không ngờ những người mặc đồ đen này lại là đặc công của Liệt Ưng quốc. Nếu bọn họ là đặc công của Liệt Ưng quốc thì cũng không khó hiểu tại sao họ lại muốn anh ta giúp họ bắt cóc Chu Nhược Mai. Vì Chu Nhược Mai là vợ của Lê Uy Long, anh là một vị tướng năm sao và cũng là tổng đốc phụ trách cuộc kháng chiến này. Chỉ cần Chu Nhược Mai bị bắt cóc thì có thể uy hiếp Lê Uy Long rồi. Anh trai, anh mau đi đi, đừng lo lắng cho em. Chị Nhược Mai là ân nhân cứu mạng của chúng ta anh không thể bắt cóc chị ấy được triệu khánh ngọc vừa nghe nói rằng những đặc công liệt ưng quốc này muốn anh trai mình đi bắt cóc chu nhược mai liền không chịu cô ấy không muốn anh trai vì cứu mình mà đi bắt cóc ân nhân cứu mạng của chính mình được em gái anh biết mà anh sẽ không bao giờ bắt cóc chị nhược mai đâu triệu đình tuy nói chu nhược mai không chỉ là ân nhân của hai anh em anh ta mà còn là vợ của vị tướng năm sao của long quốc Dĩ nhiên Triệu Đình tuy cũng biết rằng việc bắt cóc Chu Nhược Mai chẳng khác gì việc phản quốc mà đi theo địch. Anh ta thà chết cũng sẽ không bao giờ làm loại chuyện này. Bây giờ Long quốc và Liệt Ưng quốc đang xảy ra chiến tranh. Một khi Chu Nhược Mai rơi vào tay kẻ thù, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chiến đấu của Lê Uy Long, rất có thể sẽ gây tổn thất nặng nề cho toàn quân, tướng sĩ. Anh ta không thể vì bản thân mình và em gái mà để Long quốc phải chịu tổn thất nặng nề, thậm chí còn có thể thua trận được nếu anh không bắt cóc chu nhược mai tới đây em gái anh sẽ lập tức chết trước mặt anh người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói mặc dù triệu đình tuy không muốn bắt cóc chu nhược mai nhưng anh ta cũng không muốn em gái mình gặp nguy hiểm em gái là người thân duy nhất của anh ta trên thế giới này anh ta phải tìm cách giải cứu cô ấy tất nhiên anh ta sẽ không ngu mốc đến mức thể hiện sự kiên quyết và ngoan cố của mình ra oai phong lẫm liệt để rồi những người này thẳng tay giết chết em gái mình được cho dù chỉ có một tia hy vọng, anh ta cũng muốn giải cứu em gái mình. Bây giờ Triệu Khánh Ngọc đang bị súng chĩa vào như vậy, anh ta hiểu rằng chỉ cần anh ta ra tay, bọn chúng sẽ lập tức bắn chết cô ấy. Vì vậy, anh ta không dám manh động và quyết định nói chuyện với mấy tên đặc công của liệt ưng quốc này trước, sau đó sẽ tìm cơ hội cứu người. Tại sao các anh lại chọn tôi để bắt cóc Chu Nhược Mai? Triệu Đình tuy hỏi, anh ta muốn nói chuyện với bọn họ nhiều hơn, rồi chờ khi bọn họ lơ là cảnh giác anh ta sẽ đột ngột ra tay dù sao bản thân anh ta cũng không thể bắt cóc chu nhược mai được cho dù không cứu được em gái mình cũng phải mạnh mẽ xông lên không thử thì sao biết không làm được biết đâu có thể cứu được thì sao bởi vì chu nhược mai đã từng giúp anh và anh cũng đã từng cứu chu nhược mai nên quan hệ của hai người khá tốt vậy nên anh có thể đến tiếp cận chu nhược mai dễ dàng bắt cóc cô ta hơn người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói. Mặc dù họ cũng biết rằng Quách Cơ bên kia đã mua chuộc được Chu Hoàng Lâm, em họ của Chu Nhược Mai, nhưng vì Chu Nhược Mai đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu, nên có thể Chu Hoàng Lâm cũng sẽ khó khăn khi tiếp cận Chu Nhược Mai. Vì vậy bọn họ mới nghĩ đến việc để Triệu Đình tuy bắt cóc Chu Nhược Mai. Bây giờ, trận chiến ác liệt sắp diễn ra, không còn thời gian để chờ Chu Hoàng Lâm ra tay nữa bây giờ chu nhược mai đang có vệ sĩ bảo vệ nên tôi cũng không thể đến gần cô ấy triệu đình tuy nói chu nhược mai với anh chẳng khác gì chị em ruột thịt chỉ cần anh hẹn nhất định cô ta sẽ gặp anh cô ta cũng sẽ không đề phòng anh còn về việc lừa cô ta ra như thế nào thì có trăm ngàn cách người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói cho dù tôi có thể lừa cô ấy ra ngoài thì vẫn sẽ có người canh gác bên cạnh cô ấy tôi cũng không thể bắt cóc cô ấy đi được triệu đình tuy vừa nhìn đám người mặc đồ đen vừa nói nhưng những người mặc đồ đen đều tập trung chĩa súng về phía triệu khánh ngọc nên anh ta chẳng tìm được cơ hội nào để ra tay cả nếu anh không thể bắt cóc thì lập tức giết chết cô ta đi chỉ cần anh giết được cô ta tôi cũng sẽ thả em gái anh ra người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói triệu đình tuy không ngờ rằng đối phương lại yêu cầu mình giết chu nhược mai anh ta sẽ không bao giờ làm những việc vô ơn bội nghĩa giết hại ân nhân của chính mình như vậy nếu tôi giết chết Chu Nhược Mai, chắc chắn đám vệ sĩ của cô ấy sẽ giết chết tôi. Triệu Đình tuy nói, thấy Triệu Đình tuy nói chuyện quá nhiều với các đặc công của Liệt ưng quốc, Triệu Khánh Ngọc tưởng rằng anh ta thực sự sẽ giết Chu Nhược Mai để tự cứu bản thân mình. Cô ấy liền trở nên lo lắng và nói anh trai, anh không thể làm như vậy được. Nếu anh dám giết chị Nhược Mai, em sẽ chết ngay lập tức cho anh xem. Bốp, một tên mặc đồ đen thấy Triệu Khánh Ngọc ngăn cản Triệu Đình Tuy, lập tức tát vào mặt cô ấy, sau đó hét lên câm miệng cho tôi. Nửa mặt bên của Triệu Khánh Ngọc lập tức hẳn rõ dấu năm ngón tay, khóe miệng cô ấy chảy máu. Thấy em gái mình bị đánh, Triệu Đình tuy vừa vô cùng đau lòng vừa cực kỳ tức giận. Anh ta vừa định nhân cơ hội này lao lên, mạnh tay cứu em gái. Nhưng người đàn ông mặc đồ đen liền chĩa súng vào anh ta, quát lớn, không được nhúc nhích. Mặc dù khả năng của anh không tồi, nhưng liệu anh có thể nhanh hơn viên đạn này được sao? Ngoài ra, những người mặc đồ đen lúc này vẫn chĩa thẳng súng về phía triệu khánh ngọc không hề lơ là cảnh giác triệu đình tuy liền không dám manh động bây giờ trước mặt anh chỉ có hai lựa chọn hoặc là bắt cóc chu nhược mai giết chết cô ta hoặc nhìn em gái anh bị chúng tôi giết anh ơi anh không được giết chị nhược mai chị nhược mai là ân nhân của chúng ta hãy để em chết đi tuy bị tát nhưng triệu khánh ngọc vẫn liều chết không sợ bất cứ điều gì em gái đừng lo lắng anh sẽ không giết chị nhược mai nhưng anh cũng sẽ không để em chết đâu triệu đình tuy nói theo những gì anh vừa nói thì anh thật sự không định giết chu nhược mai sao người đứng đầu đám người mặc đồ đen hỏi tôi đã nói rồi nếu tôi giết chu nhược mai tôi cũng sẽ bị vệ sĩ của cô ấy giết chết tôi không muốn chết triệu đình tuy nói vậy anh phải nghĩ cách tách vệ sĩ của cô ta ra rồi lừa cô ta đến đây một mình người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói Triệu đình tuy tôi không thể làm những chuyện phản bội ân nhân, phản bội đất nước được. Triệu đình tuy nói, anh rất có khí phách, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không để cho em gái anh chết một cách thoải mái đâu. Người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói, rốt cuộc anh muốn như thế nào chứ? Triệu đình tuy đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Em gái anh xinh đẹp như vậy, bắn chết cô ta thật đúng là phung phí của rời. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau chơi đùa với cô ấy trước mặt anh rồi mới giết chết người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói. Anh ta vừa dứt lời, tất cả đám người mặc đồ đen đều nở nụ cười dữ tợn, như đám sói hoang, lộ rõ bộ mặt hung dữ. Khi Triệu Khánh Ngọc nghe thấy những lời đó, cô ấy sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp nhất thời trở nên hốt hoảng, sợ hãi. Cô không sợ chết, cô chỉ sợ trước khi chết cô bị làm nhục, mà còn với nhiều người như vậy. Triệu Đình tuy nghe được mấy lời đó của đám người áo đen thì vô cùng tức giận. Không ngờ những đặc công của Liệt Ưng quốc này lại bị ổi và vô liêm sỉ đến thế, đúng là vô nhân đạo và tàn nhẫn. Chương 593 Chương Minh Nguyệt. Bọn súc sinh, nếu các anh dám động vào một cọng tóc của em gái tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho các anh đâu." Triệu Đình tuy giận dữ hét lên. "Nếu anh không muốn chúng tôi động đến em gái anh thì hãy làm theo lời tôi nói, bắt cóc Chu Nhược Mai tới đây." Người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói. "Được, tôi đồng ý với anh." Triệu Đình tuy quyết định sử dụng kế hoãn binh, ngoài miệng thì cứ đồng ý để cứu em gái mình trước đã. Chỉ cần ổn định được đối phương, sau khi ra ngoài, anh ta có thể nói cho Chu Nhược Mai biết sự thật và yêu cầu cô cử một số vệ sĩ đến đây để giải cứu em gái mình. Ở đây chỉ có hơn chục đặc công, chỉ cần Chu Nhược Mai cử vệ sĩ tới đây, không những chỉ có thể giải cứu em gái mà còn có thể bắt tất cả bọn chúng cùng một lúc. Khi Triệu Khánh Ngọc nghe Triệu Đình tuy đồng ý sẽ bắt cóc Chu Nhược Mai, cô ấy lập tức trở nên lo lắng, anh. Anh không thể đồng ý với bọn họ được, dù có chết em cũng không muốn anh làm chuyện khiến chị Nhược Mai bị tổn thương, phản bội Long Quốc. Em gái, để cứu em, anh không thể lo lắng nhiều thứ như vậy. Triệu Đình tuy chỉ có thể nói như vậy để lấy lòng tin của những đặc công liệt ưng quốc này. Triệu Đình tuy, nếu anh đã đồng ý rồi thì hãy đi bắt cóc Chu Nhược Mai đi. Người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói. Được, các anh ở đây chờ tôi trước khi tôi quay lại, các anh không được làm hại em gái tôi. Triệu Đình tuy nói, chỉ cần anh thành thật bắt cóc Chu Nhược Mai, chúng tôi sẽ không bao giờ làm hại em gái anh đâu. Nhưng tôi vẫn phải cảnh cáo anh, đừng dở trò, tôi sẽ cử người bí mật theo dõi anh, nếu để chúng tôi phát hiện anh dẫn người đến, thì em gái anh chắc chắn phải chết. Chỉ cần anh có hành động nhỏ nào đáng nghi, chúng tôi sẽ biết và sẽ đổi địa điểm ngay lập tức. Người đứng đầu đám người mặc đồ đen nói. Nghe vậy, Triệu Đình tuy vô cùng kinh hãi, đối phương đã đoán được tất cả những gì trong lòng anh ta đang nghĩ, vậy làm sao anh ta có thể giả vờ bắt cóc Chu Nhược Mai đây? Anh, anh không được bắt cóc chị Nhược Mai, nếu không em có biến thành ma, cũng sẽ không tha thứ cho anh." Triệu Khánh Ngọc vừa khóc vừa nói. Tất nhiên Triệu Đình Tuy sẽ không thực sự bắt cóc Chu Nhược Mai. Anh ta chỉ muốn đối phó với mấy tên đặc công này rồi tìm cơ hội giải cứu em gái của mình. Tuy nhiên những suy nghĩ này của anh ta không thể nói cho em gái nghe được. Anh còn ngây người ra đó làm gì? Mau nắm bắt thời gian mà đi bắt Chu Nhược Mai về đây đi. Thấy Triệu Đình Tuy vẫn ngơ người ra, tên đứng đầu đám người mặc áo đen thúc giục. Triệu Đình Tuy vẫn còn đang do dự, do dự không biết có nên buông tay, đi cứu em gái mình hay không. Còn lúc này, Triệu Khánh Ngọc lại lo lắng rằng Triệu Đình Tuy sẽ thực sự bắt cóc Chu Nhược Mai, đột nhiên hét lên tôi liều mạng với các anh. Đồng thời, cô ấy dùng thân mình đánh vào người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh. Cô ấy đã không còn quan trọng sống chết nữa, chỉ cần nghĩ đến việc bị mấy gã đặc công của kẻ địch này làm nhục thì thà tự sát bằng một phát súng còn hơn. Sự thay đổi bất chợt này khiến đám người áo đen vô cùng kinh hãi. Tên đặc công cầm đầu cũng sừng sốt. Vì Triệu Khánh Ngọc là quân cờ để bọn chúng uy hiếp Triệu Đình tuy nên đương nhiên bọn chúng không thể tùy tiện giết chết được. Mà tay chân của Triệu Khánh Ngọc đã bị trói nên cô ấy không thể làm hại đám người mặc đồ đen này. Rất nhanh cô ấy đã bị đám người mặc đồ đen này khống chế một lần nữa. Lúc này, Triệu Đình tuy thấy đám đặc công của kẻ địch đã thành một đám nháo nhào, cảm thấy thời cơ đã đến, không thể bỏ lỡ nên ngay lập tức mạnh mẽ xông lên. Dù sao anh ta cũng không thể bắt cóc Chu Nhược Mai được. Hơn nữa, vì đối phương cũng đã sắp xếp người theo dõi một cách bí mật nên anh ta cũng không thể giả vờ bắt cóc cô. Lúc này là cơ hội duy nhất nên anh ta phải bắt lấy, mạnh mẽ xông lên. Bất kể thành công hay thất bại thì chí ít anh ta cũng phải thử liều một phen, dù chết cũng không hối hận. Bịch, Triệu Đình Tuy lao đến bên cạnh Triệu Khánh Ngọc như một bóng ma, đấm một phát vào mặt một tên mặc đồ đen. A, à, tên mặc đồ đen bị đánh trúng, lập tức hét lên một tiếng rồi bay về phía sau. Những tên mặc đồ đen còn lại đều kinh hãi vì không ngờ Triệu Đình Tuy đột nhiên lại xông lên như vậy bang 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 triệu đình tuy liên tục nhanh như chấp tung ra nhiều cú đấm, à, 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 mấy tên mặc đồ đen bị đánh trúng đều hét lên thảm thiết rồi bay về phía sau. Lúc này triệu khánh ngọc đã ngã xuống đất. khi triệu đình tuy chuẩn bị ôm cô ấy chạy trốn thì tên đứng đầu đám đặc vụ của đối phương đã kịp phản ứng lại, mau bắn chết anh ta. tên đứng đầu đám đặc công hồn hển hét lên, tiên phong hướng về phía triệu đình tuy bắn, bang một tiếng súng vang lên. Viên đạn bay về phía lưng của triệu đình tuy. Triệu đình tuy phản ứng rất nhanh, vội vàng lăn qua tránh viên đạn đang bay tới. Sau đó, viên đạn đó liền bắn trúng vào ngực một tên đặc công của kẻ địch. A, à, tên mặc đồ đen bị bắn vào ngực hét lên thảm thiết, rồi ngã lăn xuống đất. Triệu đình tuy đã tránh được phát súng cực kỳ nguy hiểm này, nhưng anh ta đã cách triệu khánh ngọc một khoảng, không thể cùng cô ấy chạy trốn. Lúc này, các đặc công của đối phương đều đã phản ứng lại bắn về phía triệu đình tuy. Những đặc công này của liệt ưng quốc đều được huấn luyện rất đặc biệt nên tất nhiên họ sẽ phản ứng không quá chậm. Hơn nữa khả năng thiện xả của bọn họ tương đối chính xác. Bằng bằng bằng, một loạt tiếng súng dữ dội vang lên, triệu đình tuy bật dậy khỏi mặt đất, thoát khỏi đợt tấn công này một cách vô cùng ly kỳ. Anh, anh mau chạy đi, đừng lo cho em. Triệu Khánh Ngọc lo lắng hét lên khi thấy anh trai mình bị nhiều người bắn như vậy. Tuy nhiên, phải đối mặt với rất nhiều đặc công được huấn luyện đặc biệt của kẻ địch như vậy làm sao anh ta có thể chạy thoát được sau khi đám đặc công của quân địch thất bại trong đợt tấn công đầu tiên họ lập tức giơ súng lên nhắm vào triệu đình tuy đang ở giữa không trung mà bắn lúc này triệu đình tuy đang ở trên không trung nên anh ta không thể né tránh ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc này một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng quần đen bó sát hai tay cầm súng đột nhiên xông vào bằng 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 một loạt tiếng súng lại vang lên. A! À, à, à. Mấy tên mặc đồ đen đều bất ngờ, mất cảnh giác, họ bị bắn, la hét thảm thiết gần như cùng một lúc. Do tốc độ bắn của người phụ nữ quá nhanh, hơn chục phát đạn đã được bắn ra trong tích tắc. Người phụ nữ này là tổ trưởng của tổ đặc công bóng đêm, Trương Minh Nguyệt. Chương 594 lòng trung thành có trời đất chứng giám. Triệu Đình tuy đang ở tình thế vô cùng nguy hiểm, khi nhìn thấy đám người mặc đồ đen này đột nhiên bị bắn hạ, ngã xuống đất thì anh ta vừa mừng vừa kinh sợ. Triệu Khánh Ngọc ngã trên mặt đất, lúc nãy còn tưởng rằng anh trai mình chết chắc rồi, nhưng cô ấy cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ những người mặc đồ đen này lại lần lượt bị bắn ngã xuống đất. Những đặc công của liệt ưng quốc kinh nghiệm chiến đấu đầy mình nhưng lại bị Trương Minh Nguyệt bắn chết trong nháy mắt. Một là do họ bất ngờ, không kịp phòng bị, hai là do tốc độ bắn súng của Trương Minh Nguyệt quá nhanh, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Tài thiện xả của Trương Minh Nguyệt rất chính xác, không những bắn chết mà còn bắn trúng chỗ hiểm. Lúc này, chỉ còn lại tên cầm đầu của đám đặc công của kẻ địch. Anh ta nhất thời bị dọa cho kinh sợ khi thấy quân lính của mình bị bắn chết chỉ trong tích tắc, đồng thời cũng nhận ra có người đột ngột xông vào. Vì vậy, anh ta lập tức quay lại, di chuyển nòng súng. Ngay khi quay lại, anh nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, quần đen, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng biểu cảm lại lạnh lùng, đang cầm một khẩu súng ngắm thẳng vào anh ta. Băng, băng, hai tiếng súng cùng lúc vang lên. Tên cầm đầu của đám đặc công của kẻ địch chưa kịp nổ súng thì đã bị bắn rồi. Trương Minh Nguyệt đã nổ súng trước. Tên đứng đầu đám đặc công của quân địch bị bắn vào chán và tim. Cả hai phát súng đều chí mạng. Lúc này, Triệu Đình tuy đã ngã khụy trên mặt đất, nhìn thấy Trương Minh Nguyệt đang cầm súng, bước từng bước. Để đề phòng có người chưa chết hẳn, cô ta phải dùng súng bắn từng người nằm trên mặt đất. Triệu Đình Tuy và Triệu Khánh Ngọc chưa bao giờ gặp Trương Minh Nguyệt, cũng không biết cô ta là ai, nhưng thấy cô ta đến cứu mình, chứng tỏ cô ta là người Long Quốc. Lúc này, Triệu Đình Tuy cũng không còn thời gian để nói chuyện với Trương Minh Nguyệt, mà chạy lại cởi dây trói cho Triệu Khánh Ngọc trước. Sau khi Triệu Đình Tuy cởi dây chói Triệu Khánh Ngọc, anh ta chắp hai tay, nói với Trương Minh Nguyệt cảm ơn cô đã giúp đỡ. Tuy nhiên, Trương Minh Nguyệt bất ngờ chĩa súng vào chán Triệu Đình Tuy, khẽ nói không được nhúc nhích sự thay đổi đột ngột này khiến triệu đình tuy sững sờ trong giây lát tự hỏi tại sao cô gái lạnh lùng này lại chĩa súng vào mình triệu khánh ngọc cũng hết sức kinh hãi khi nhìn thấy tình hình như vậy cô gái chúng ta cùng một phe mà tại sao cô lại chĩa súng vào chúng tôi triệu đình tuy nói vừa rồi rõ ràng anh muốn đi bắt cóc hổ soái phu nhân tôi tuyệt đối không thể tha cho anh trương minh nguyệt lạnh lùng nói vừa nghe thấy vậy triệu đình tuy lại sửng sốt không ngờ vừa rồi để cứu em gái, anh ta đã giả vờ đồng ý với kẻ địch sẽ đi bắt cóc Chu Nhược Mai, mà cô ta lại tưởng là thật. Làm thế nào để giải thích rõ ràng chuyện này đây? Lúc nãy Trương Minh Nguyệt đang theo dõi những người cầm đầu vụ rắc rối ở trên đường thì đột nhiên thấy Triệu Khánh Ngọc bị bắt vào xe, sau đó, Triệu Đình tuy lại lên xe của đặc công đối phương. Cô ta lập tức lái xe đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Để không làm kinh động người của quân địch, cô đã đậu xe ở đằng xa rồi lặng lẽ bước đến ngôi nhà dân này. Vì cô ta đến một mình, mà bên trong có hơn chục tên địch nên cô ta cũng không vội ra tay. Hơn nữa cô ta còn muốn ở bên ngoài để chờ đợi thời cơ, đồng thời nghe lén xem đám người đặc công này của kẻ địch muốn làm gì. Từ cuộc nói chuyện giữa tên cầm đầu đám đặc công của kẻ thù và Triệu Đình Tuy, Trương Minh Nguyệt đã biết được rằng kẻ thù muốn lợi dụng Triệu Khánh Ngọc để uy hiếp, ép Triệu Đình Tuy bắt cóc hổ soái phu nhân. Mà rõ ràng Triệu Đình Tuy đã đồng ý. Sau đó, khi triệu đình tuy đang chiến đấu với kẻ thù, thì Trương Minh Nguyệt đã nhân cơ hội đó xông vào, giết chết kẻ thù một cách bất ngờ. Nhưng cô ta đã nghe được rằng Triệu Đình tuy rõ ràng đã đồng ý với kẻ địch, muốn đi bắt cóc Chu Nhược Mai. Dám cả gan bắt cóc hổ soái phu nhân, đó chính là phản quốc và đầu hàng kẻ thù, nhất định phải chết. Vì vậy, Trương Minh Nguyệt đã chĩa súng vào chán Triệu Đình tuy, chuẩn bị tiến anh ta lên đường. Chị à, anh trai em là người tốt, anh ấy nhất định không phải thực sự đi bắt cóc chị nhược mai đâu xin chị hãy thả anh trai em ra triệu khánh ngọc vội vàng thay anh trai mình cầu xin đúng vậy vừa rồi tôi chỉ là đang đối phó với kẻ thù kéo dài thời gian để tìm cơ hội ra tay cho nên cố tình đồng ý với bọn họ cho dù có chết tôi cũng sẽ không bắt cóc chu nhược mai triệu đình duy cũng vội vàng giải thích làm sao anh có thể khiến tôi tin là anh cố ý lừa bọn họ đây Trương Minh Nguyệt cũng không biết suy nghĩ thực sự của Triệu Đình Tuy lúc đó như thế nào, nên cũng không phân biệt được những gì anh ta nói là thật hay giả nữa. Tôi không có cách nào để chứng minh cả. Lòng trung thành của tôi với Chu Nhược Mai có trời đất chứng giám, mặt trăng, mặt trời cũng có thể soi rõ. Triệu Đình Tuy nói, bởi vì Trương Minh Nguyệt đang chĩa súng về phía anh ta nên anh ta không dám di chuyển, bởi vì vừa rồi anh ta cũng đã được chứng kiến tốc độ nổ súng của trương minh nguyệt quá nhanh nên anh ta biết rằng mình phải nhanh hơn viên đạn của cô ta đừng nhiều lời nữa nếu như anh không có cách nào chứng minh thì chỉ có một con đường duy nhất là chết trương minh nguyệt không chút cảm xúc nói tôi thật sự là bị vu oan mà chị nhược mai đối xử rất tốt với tôi triệu đình tuy tôi nhất định sẽ không làm ra những chuyện vong ơn phụ nghĩa như vậy tôi tuyệt đối cũng sẽ không phản bội nước đại long triệu đình tuy nói đúng vậy em tin anh trai của em lúc nãy là bởi vì cứu em mà cố tình lừa kẻ địch không phải vừa nãy anh trai của em cũng quyết liều mạng với bọn chúng đó sao anh ấy không có bất kỳ hành động nào muốn bắt cóc chị nhược mai cả chị không thể giết người vô tội như vậy được triệu khánh ngọc cũng sốt ruột giải thích giúp anh trai trương minh nguyệt nghĩ một lúc cảm thấy lời nói của hai anh em họ cũng có lý nhất là vừa nãy triệu khánh ngọc thà chết cũng không chịu khuất phục cô liều mạng đấu với kẻ địch dù có chết cũng không muốn anh trai mình bắt cóc Chu Nhược Mai. Chuyện này khiến cô ta càng thêm tin rằng hai anh em họ chắc sẽ không phải là người phản quốc mà đi đầu quân cho địch. Hôm nay tạm thời tha cho anh một mạng, mong rằng anh biết tự lượng sức mình, sau này nếu như anh có ý định phản bội lại nước Đại Long, nếu anh dám có ý đồ bất lợi với vợ hổ xoái tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Trương Minh Nguyệt nói xong liền thu súng lại rồi quay người rời đi. Trương Minh Nguyệt vừa rời đi, triệu đình tuy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhóm triệu khánh ngọc cũng thở phào nhẹ nhóm hỏi anh anh không sao chứ anh không sao lúc này triệu đình tuy vẫn còn có chút kinh hãi vừa rồi suýt chút nữa anh ta đã chết trong tay người phụ nữ đó đến tận bây giờ anh ta cũng không biết người phụ nữ xinh đẹp giết người không chấp mắt ban nãy kia tên là gì và là người như thế nào nếu như đã không sao rồi thì chúng ta mau rời khỏi đây thôi em sợ lắm Triệu Khánh Ngọc không khỏi kinh sợ khi nhìn thấy vô số xác chết nằm trên vũng máu. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Triệu Đình Tuy vừa nói xong liền nắm tay em gái rồi bước ra khỏi căn nhà. Đến tối, những tên cầm đầu gây rối vẫn đang tổ chức kích động quần chúng nhân dân phản đối Lê Uy Long lên làm tổng đốc, hơn nữa khí thế của bọn chúng càng lúc càng lớn mạnh. Còn các đặc công của tổ đặc công bóng đêm sau một ngày điều tra đã nắm được đặc điểm nhận dạng của những tên cầm đầu. Trương Minh Nguyệt bắt đầu ra lệnh cho các thành viên của tổ Đặc công Bóng đêm ngay lập tức phải xử lý những kẻ phản bội cầm đầu gây rối kia, không để cho tình hình càng phức tạp thêm nữa. Đồng thời cũng phải bắt sống một số tên rồi ép chúng khai ra kẻ thao túng đứng đằng sau. Nhận được lệnh, các thành viên của tổ Đặc công Bóng đêm cùng chia nhau ra hành động, họ lần lượt trà trộn vào đám đông gây rối kia rồi bắt đầu ám sát những tên cầm đầu. Toàn bộ những đặc công của tổ Đặc công Bóng đêm đều rất thành thạo nhiều thủ đoạn ám sát giết người mà không để lại dấu vết gì. Trong phút chốc, thi thể của những tên cầm đầu gây rối xuất hiện tràn lan trên đường phố của thành phố Quốc Hòa, bọn chúng đều chết một cách khó hiểu. Những người dân tụ tập lại để chửi mắng Lê Uy Long, nhìn thấy những tên cầm đầu chết trên đường phố một cách kỳ lạ đều vô cùng hoảng sợ và lo lắng, sao lại dám gây chuyện ngay trên đường phố chứ? Cuối cùng bọn họ cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, dám xúc phạm tướng năm sao của nước Đại Long thì quả thật là chán sống rồi. Tướng năm sao của nước Đại Long, làm sao lại có thể để cho đám dân rác rưởi này sỉ nhục được. Bọn họ đều cảm thấy hóa ra cái chết lại đến cận kề như vậy, tất cả đều sợ hãi mà lũ lượt chạy về nhà để trốn. Lúc này, tại một nơi hoang vắng, Trương Minh Nguyệt đứng một mình dưới ánh trăng mờ mờ với tư thế ngẩng cao và sắc mặt không chút biểu cảm. Một lúc sau, có vài chiếc xe Porsche phóng tới và dừng lại bên cạnh Trương Minh Nguyệt. Ba tên cầm đầu gây rối bị các đặc công của tổ đặc công bóng đêm bắt giữ và bị áp tải ra khỏi xe, rồi bị dẫn đến trước mặt Trương Minh Nguyệt. Phải giữ lại ba tên cầm đầu này để ép chúng khai ra kẻ thao túng đứng đằng sau. Ba tên cầm đầu bị đưa đến nơi hoang vu heo quạnh không một bóng người này, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn chúng đều không biết bản thân rốt cuộc đã phạm phải tội gì, tại sao lại bị đưa đến nơi hoang vắng này cảm giác ấy khiến bọn chúng cảm thấy bản thân như thể đã bị áp giải đến nơi hành quyết vậy. Nhìn thấy Trương Minh Nguyệt trông giống như một kẻ sát nhân, bọn họ lại càng bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho các anh đi gây chuyện? Ánh mắt Trương Minh Nguyệt sắc như đao, cô ta lạnh lùng nói. Trương 595 giết người diệt khẩu. Ba tên cầm đầu nghe thấy Trương Minh Nguyệt hỏi như vậy thì đều do dự một lúc, không dám trực tiếp trả lời bọn chúng không phải là muốn giữ bí mật thay cho Chu Hoàng Lâm, Trần An Khang và Phan Thiên mà là sợ một khi đã nói ra thì bọn chúng sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa và sẽ phải cận kề với cái chết. Nếu như muốn bảo vệ tính mạng thì chỉ có cách là không được nói ra. Tôi hỏi lại các anh lần cuối cùng, rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho các anh đi gây chuyện. Trương Minh Nguyệt liền tức giận khi nhìn thấy ba tên cầm đầu này lại dám không chịu nhận tội, Ba tên cầm đầu nhìn thấy Trương Minh Nguyệt tức giận như vậy thì đều bị dọa cho toàn thân run lẩy bẩy. "Nếu như tôi nói ra thì cô có giết tôi không?" Một tên cầm đầu trong số đó run rẩy hỏi. "Không, chỉ cần trong số các anh ai khai ra trước kẻ sai khiến đằng sau thì tôi sẽ tha cho người đó." Trong số ba người các anh, chỉ có một người có thể sống. Hai người còn lại nếu không kịp nhận tội thì chỉ có con đường chết. Cô ta chính là muốn dùng chiến thuật đánh vào tâm lý, nếu như nói như vậy Ba tên cầm đầu chưa từng được trải qua huấn luyện đặc biệt kia nhất định sẽ suy sụp tinh thần và vội vàng nhận tội. Cô ta là tổ trưởng tổ đặc công bóng đêm đương nhiên hiểu được chiến thuật đánh vào tâm lý này, việc đối phó với những tên cầm đầu tép siêu này hoàn toàn không phải là vấn đề với cô ta. Tất nhiên, cho dù ai trong số ba tên này nhận tội trước thì đều cũng sẽ bị xử tử, cô ta tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ kẻ phản bội nào. Đối với kẻ thù căn bản không cần thiết phải giữ lời hứa. Chỉ với một chút lợi ích mà đã có thể làm ra hành động bán nước giống như những kẻ phản bội này, giữ lại cũng chỉ là tai họa. Với bản tính của bọn chúng, sau này nếu lại có người cho chúng lợi lộc thì chúng cũng sẽ vẫn phản bội tổ quốc mà thôi. Chiêu này của Trương Minh Nguyệt quả nhiên có tác dụng, ba tên cầm đầu bắt đầu tranh nhau nhận tội trước. Tôi nói, tôi nói. Tôi nói trước, tôi nói trước. Tôi nói trước, là Chu. Ngay khi ba tên cầm đầu chuẩn bị nói ra thì đột nhiên bị bắn vào đầu. Ba viên đạn không chút tiếng động găm thẳng vào đầu bọn chúng. Trương Minh Nguyệt và các nữ đặc công có mặt tại hiện trường đều hết sức kinh ngạc. Ba viên đạn này bay qua mà không để lại chút tiếng động nào, điều này chứng tỏ súng của đối phương có trang bị ống giảm thanh. Hơn nữa đối phương nhân lúc ba tên cầm đầu chuẩn bị khai ra thì mới nổ súng bắn chết bọn chúng, chắc chắn là muốn giết người diệt khẩu rồi. Có kẻ địch, mọi người hãy cẩn thận." Trương Minh Nguyệt lập tức có phản ứng. Cô ta hét lớn đồng thời rút ra hai khẩu súng. Các nữ đặc công cũng ngay lập tức tản ra, sau đó căn cứ theo hướng viên đạn lao đến rồi chĩa súng vào một bụi cỏ. Đánh, Trương Minh Nguyệt đã đoán ra được kẻ địch đang ẩn nấp ở trong bụi cỏ và lập tức ra lệnh nổ súng. Cho dù không nhìn thấy kẻ địch đang trốn ở đâu và để tránh khỏi bị kẻ địch đang ẩn nấp trong bụi cỏ bắn bị thương, cứ nổ súng trước rồi tính tiếp. Bằng, bằng, bằng. Các nữ đặc công nhận được mệnh lệnh của Trương Minh Nguyệt thì lập tức nổ súng về hướng bụi cỏ. Trương Minh Nguyệt cũng nổ súng theo. A, à, ai ra? Trong bụi cỏ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, không còn nghi ngờ gì nữa, trong tiếng súng hỗn loạn vừa nổ ra đã bắn trúng được hai kẻ địch. Lúc này, bụi cỏ rung chuyển một hồi, một người mặc đồ đen liều mạng chạy về hướng ngược lại rồi vội vàng hoảng sợ mà bỏ chạy. Băng, băng, băng. Lại là một loạt tiếng súng vang lên người đàn ông mặc đồ đen vội vàng hoảng sợ mà bỏ chạy kia bị bắn một cách thảm hại rồi ngã xuống đất. Bằng, bằng, bằng. Các đặc công của tổ đặc công bóng đêm không biết trong bụi cỏ có còn kẻ địch nữa không, vì vậy họ chỉ có thể tiếp tục bắn ngẫu nhiên. Sau khi xả súng vào toàn bộ bụi cỏ, bên trong bụi cỏ không hề phát ra động tính gì, trên cơ bản có thể xác định bên trong không có kẻ địch. Đi qua lục soát, để ngừa có cá lọt lưới, Trương Minh Nguyệt liền hạ lệnh lục soát trong bụi cỏ có tổng cộng ba kẻ địch, lúc trước có hai gã đã bị thương, sau lại bị trúng đạn, nên đã sớm chết rồi. Mà tên địch bỏ chạy kia, lại bị đánh thành tổ ong vò vẽ, đương nhiên cũng không sống nổi. Ba kẻ địch này toàn thân đều mặc đồ đen, hơn nữa còn là người của liệt ưng quốc, bởi vậy có thể thấy được, kẻ địch là đặc công. Báo cáo tổ trưởng, toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt, không có người sống. Một nữ đặc công tiến về phía Trương Minh Nguyệt báo cáo. Đã biết, Trương Minh Nguyệt cũng đã sớm đoán được, toàn bộ kẻ địch trong bụi cỏ đều đã bị giết chết. Tiếp tục điều tra, nhất định phải tra ra người điều khiển ở đằng sau. Trương Minh Nguyệt nói, vâng, vừa nãy có một kẻ đã nói đến một chữ chu, tập trung điều tra những người họ chu. Trương Minh Nguyệt nói, lúc này, tính hình chiến đấu của khu vực chiến đấu ở phía Bắc càng ngày càng kịch liệt, kẻ địch là sư quốc cuồn cuộn không ngừng liên tục tung ra những đòn tấn công ác liệt vào phòng tuyến thứ hai. Long chủ trấn giữ phương Bắc giám sát và đốc thúc tác chiến, các tướng sĩ đều anh dũng giết địch. Hổ soái chân Bắc cũng đã đích thân tới phòng tuyến thứ hai chỉ huy tác chiến. Tướng sĩ phía Bắc đều chiến đấu quả cảm, dù chết cũng bảo vệ phòng tuyến thứ hai, hai phe địch và ta đều phải trả giá vô cùng nặng nề. Mà phía Tây, liên quân của Liệt ưng quốc và Lang quốc lúc này đang tấn công dữ dội vào Lâu Lan Quan. Sư đoàn thiết huyết chi viện Lâu Lan Quan đã đến nơi, Hổ Soái trấn giữ phía Tây là Giang Trấn Vũ đang dẫn đầu sư đoàn Hổ Lang và sư đoàn Thiết Huyết quyết chiến với kẻ thù ở Lâu Lan Quan, tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt. Đoàn Hổ Bôn và đoàn Thiết Kỵ lúc này vẫn ở trên đường, đang gấp rút tiến về hai bên trái phải Lâu Lan Quan, chuẩn bị tiêu diệt kẻ thù. Bởi vì viện quân còn chưa tới, liên quân của kẻ thù được trang bị hoàn hảo, số lượng quân áp đảo, Lâu Lan Quan đang vô cùng nguy cấp. Mà lúc này ở phía Đông Đoàn tàu chiến của cự hùng quốc và khâu dẫn quốc cũng trùng trùng điệp điệp xông thẳng tới vùng biển phía đông, đánh bất ngờ về phía đông. Lúc này, nhóm tàu chiến ở phía nam được điều động trở lại vẫn đang trên đường, vẫn chưa tới được phía đông. Nhưng mà, may là hổ xoái chấn giữ phía đông Dương Tuấn vô cùng với chiến sĩ đã sớm chuẩn bị cho trận chiến, một trận chiến đẫm máu đã được phát động với kẻ thù bằng các tàu chiến hiện có. Như vậy, Long quốc rơi vào tình thế bị tấn công từ ba phía. Lúc này, ở vùng biển phía nam. Tổng đốc, hiện tại kẻ địch tấn công chúng ta từ ba hướng đông, tây, bắc, mà lực lượng hùng hậu của chúng ta ở phía nam lại không bị kẻ địch tấn công, quá lãng phí những binh lực này. Không bằng, chúng ta điều quân lên chi viện cho phía bắc. Trần Kiệt nói, điều quân từ phía nam lên phía bắc, đường xá quá xa, tại sao lại muốn chi viện cho phía bắc trước? Lê Uy Long hỏi, bởi vì Long chủ đang ở phía bắc, tôi lo lắng phía bắc bị đánh phá, Long chủ sẽ gặp nguy hiểm. Trần Kiệt nói, chương 596 chiến tranh bắt đầu. Phía Bắc có Long chủ chấn giữ, hổ xoái chấn giữ phía Bắc Trương Minh Lương đích thân tới tiền tuyến. Trong khoảng thời gian ngắn, quân đội của Sư Quốc sẽ không có cách nào phá bỏ khu phòng tuyến thứ hai. Long chủ tạm thời không có nguy hiểm gì, Lệ Uy Long nói. Lúc này, một gã sĩ si quan phụ tá vội vã chạy vào. Báo cáo Tổng đốc, hạm đội của địch đang đóng tại vùng biển phía Nam vừa bất ngờ tiến lên, Dường như muốn tấn công rồi. Sĩ quan phụ cá nói. Quả nhiên đúng như dự đoán của tôi, bọn họ muốn tấn công Long quốc cả bốn phía. Truyền mệnh lệnh của tôi, toàn bộ căn cứ chuẩn bị sẵn sàng, chờ hạm đội của quân địch tiến về phía trước 250 dặm, chúng ta sẽ bắt đầu công kích từ mọi vị trí. Lê Uy Long ra lệnh. Lúc này, toàn bộ các tướng cao cấp đều đem quân đứng ở đây. Lê Uy Long đứng lên, cầm trong tay thần kiếm tiểu thính Vũ Lâu, Dõng sạc ra lệnh với các tướng lĩnh ở đây, chiến tranh vừa bắt đầu, tức là liều chết chiến đấu. Toàn quân tướng sĩ, nhất định anh dũng giết địch, nếu như có người lâm trận bỏ chạy, xử bắn ngay tại chỗ. Nếu trận này thất bại, Long Quốc nhất định gặp nguy. Trận đánh này, là một trận đánh ác liệt, quyết định an nguy của Long Quốc, chỉ cho phép thắng, không được thất bại. Vâng, toàn thể tướng lĩnh cùng hô lên. Lúc 2 giờ sáng, hạm đội của quân địch đã tiến lên được 250 dặm vào trong phạm vi hỏa lực của Long Quốc. Nổ súng, Lê Uy Long ở trong khu vực tác chiến ra lệnh nổ súng. Dựa theo mệnh lệnh của Lê Uy Long, toàn bộ hỏa tiến của căn cứ, ngạn hạm đạn đạo, kể cả các trụ sở bí mật trên đảo nhỏ cũng đồng loạt bắn ra. Trong chớp mắt, các loại đạn pháo bay tán loạn trên không trung, một ít bị chặn lại trên không trung, một số lại bắn trúng mục tiêu. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, ánh lửa cao tận trời nơi giao chiến cách thành phố Quốc Hòa rất xa, nhưng cả thành phố Quốc Hòa cũng có thể cảm nhận được từng đợt rung chuyển. Người dân đều bị dọa sợ dối giết chạy đến hầm trú ẩn. Mọi người đều biết quân đội của Long Quốc đang đánh nhau với cự hùng quốc và liệt ưng quốc. Trên bầu trời thành phố Quốc Hòa, vô số máy bay chiến đấu của Long Quốc ầm ầm gào thét bay về phía vùng biển. Đây là một cảnh tượng trước đây chưa từng có, người dân đều ngẩng đầu nhìn lên thì thấy rất nhiều máy bay chiến đấu bay trên đầu họ lúc này thành phố quốc hòa vẫn chưa bị ném bom bởi vì quân địch đang bận ném bom vào khu vực căn cứ của long quốc cho dù có điều hướng ném bom xuống thành phố quốc hòa thì cũng sẽ bị đánh chặn tuy nhiên vì lý do an toàn nên quân đội vẫn bố trí cho người dân trốn dưới các hầm trú ẩn biệt thự tinh nguyệt lúc này chu nhược mai và nguyễn tú hằng cũng bị tiếng ồn của máy bay chiến đấu đánh thức hai người đều lập tức ngồi dậy sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy tại sao lại có nhiều tiếng máy bay như vậy nguyễn tú hằng nói chu nhược mai nói chắc là đang đánh trận rồi lúc này giọng nói của đội trưởng bảo vệ từ bên ngoài biệt thự truyền đến hổ soái phu nhân xin mời các cô đi theo chúng tôi đến hầm trú ẩn được rồi chờ một chút chu nhược mai trả lời chu nhược mai và nguyễn tú hằng vội vàng mặc quần áo sau đó cùng nhau chạy ra khỏi biệt thự có phải chiến tranh đã bắt đầu rồi đúng không chu nhược mai vừa đi vừa hỏi Đúng vậy, cô chủ, mời nhanh chóng lên xe." Đội trưởng bảo vệ nói. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng lên xe, và các vệ sĩ hộ tống hai người đến tận nơi hầm trú ẩn. Lúc này, ở khu vực biển phía nam, cuộc giao tranh diễn ra vô cùng ác liệt, tiến vào trạng thái căng thẳng nhất. Số lượng tàu chiến đấu của địch nhiều hơn Long Quốc, nhưng Long Quốc có lợi thế về vị trí địa lý, có nhiều loại tên lửa đạn đạo chiến hạm để hỗ trợ tấn công, vì vậy đây là một trận chiến ác liệt có thế lực ngang nhau trên không trung các máy bay chiến đấu của long quốc liên tục không ngừng bay từ sân bay chiến trường trong trận đấu trên không long quốc vẫn có lợi thế hơn với sự phối hợp của tất cả các bên cả tàu chiến đấu và máy bay chiến đấu của quân địch đều không thể vượt qua phòng tuyến tổn thất của quân địch còn nghiêm trọng hơn cả long quốc lúc này tình hình chiến sự ở phía bắc còn khốc liệt hơn ở phía nam quân địch của sư quốc hầu như đã tiêu hao toàn bộ lực lượng quân sự của đất nước liên tục không ngừng triển khai các trận tấn công ác liệt. Các binh lính của vùng phía Bắc mặc dù chiến đấu anh dũng đến đẫm máu nhưng lực lượng quân sự có hạn, làm sao có thể chống lại những đội quân hùng mạnh của sư quốc. Long chủ đã cử phần lớn các tướng lĩnh ở phía Bắc đến tiền tuyến. Đồng thời, cũng đã cho hổ xoái Trấn trung điều động 300.000 binh lính từ khu vực Trung Nguyên khẩn cấp chi viện cho phía Bắc. Do Long chủ đã điều động phần lớn các binh lính ra tiền tuyến, nên lúc này chỉ còn lại hai nhánh binh mã canh giữ. Một nhánh là đội quân của tướng 3 sao Triệu Huấn Minh, một nhánh khác là tướng 4 sao Hàn Hồ, và phần còn lại chính là Ngự Lâm quân của Long chủ. Chương 597 có giá tâm tạo phản. Lúc này đã 3 giờ sáng, Hàn Hồ thấy Long chủ có chút mệt mỏi, liền khuyên ngăn, "Long chủ, ngài thật sự nên trở về để nghỉ ngơi đi. Ở đây giao cho chúng tôi là được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đó là một tổn thất lớn cho Long quốc." Long chủ quả nhiên có chút mệt mỏi, vì vậy nói, được rồi, tôi về nghỉ ngơi trước, nếu có tình hình mới, nhất định phải kịp thời báo cho tôi. Vâng, thần tuân lệnh." Hàn Hồ nói. Sau khi Long chủ trở về biệt thự, Ngự Lâm quân lập tức triển khai phòng thủ xung quanh. Ngay khi Long chủ rời khỏi chiến vụ, Hàn Hồ nói với Triệu Huấn Minh, "Trung tướng Minh, chiến sự ở tiền tuyến đang căng thẳng, cậu cũng dẫn binh mã của mình ra tiền tuyến hỗ trợ hổ xoái đi." "Trung tướng Hồ, bây giờ khu vực chiến trường do Long chủ chỉ huy, tôi chưa nhận được lệnh từ Long Chủ, vì vậy tôi sẽ không rời khỏi khi chưa được phép. Triệu Huấn Minh nói, tôi là tướng 4 sao, cậu là tướng 3 sao, Long Chủ cho tôi ở đây chấn thủ mà bây giờ Long Chủ lại không có ở đây, vì thế cậu phải nghe lời tôi, đây chính là mệnh lệnh. Hàn Hồ nói, bây giờ phần lớn binh mã đã được điều động ra tiền tuyến, khu vực chiến trường đã rất trống trải, nếu tôi cũng xông lên tiền tuyến, vậy thì khu vực chiến trường sẽ càng vô cùng nguy hiểm tôi lo lắng Long Chủ sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Huấn Minh nói, toàn bộ quân địch bây giờ đều bị tuyến phòng thủ thứ hai phong tỏa bên ngoài, làm sao đánh úp bất ngờ vào chiến trường được. Trung tướng Minh, tôi cho rằng cậu nhát gan, không dám dẫn quân ra tiền tuyến đúng không? Long Chủ đã từng nói kẻ bỏ chạy lúc lâm trận, giết không tha. Hàn Hồ nói, tôi không nhát gan, tôi đang nghĩ đến sự an nguy của Long Chủ, tôi buộc phải ở lại chiến trường để bảo vệ Long Chủ long chủ là vua của một đất nước tuyệt đối không thể có chút sơ suất nào nếu trong quân của anh có người tạo phản muốn hại long chủ thì sao triệu huấn minh vốn đã sớm nhận ra hàn hồ có dã tâm tạo phản nhưng không tìm được chứng cứ nên anh ấy không dám nói nhảm suy cho cùng cấp bậc của anh ấy thấp hơn hàn hồ trước khi không có bằng chứng thì không thể nói linh tinh to gan cậu lại dám nghi ngờ tôi không trung thành với long chủ sao hàn hồ tức giận không dám tôi chỉ lo lắng có người trong quân của anh không trung thành với long chủ triệu huấn minh nói tôi biết binh mã của mình tất cả binh mã của tôi đều trung thành với long chủ sẽ không có ai dám tạo phản đâu hàn hồ nói triệu huấn minh không dám lên tiếng chỉ có thể giữ im lặng bây giờ tôi ra lệnh cho cậu lập tức đưa binh mã của cậu ra tiền tuyến đây chính là mệnh lệnh hàn hồ nói tôi muốn hỏi long chủ trước triệu huấn minh nói hiếm khi long chủ trở về nghỉ ngơi bây giờ tôi là người phụ trách trong chiến trường lẽ nào cậu dám chống lệnh sao hàn lập uy hiếp tôi không dám triệu huấn minh nói vậy thì mau đi đi mau đi ra tiền tuyến ngay trong đêm hàn hồ nói vâng triệu huấn minh không còn cách nào khác đành phải nhận lệnh ngay khi triệu huấn minh đưa binh mã rời đi hàn hồ lập tức triệu tập cấp dưới của mình mọi người bây giờ xung quanh long quốc đang bị kẻ thù bao vây Mọi người nghĩ sao về Long quốc chúng ta?" Hàn Hồ hỏi. Hàn Hồ thực sự đã sớm bị các đặc vụ cấp cao của sư quốc xúi dục. Bên phía sư quốc đã hứa với anh ta là chỉ cần anh ta có thể phát động quân đội nổi loạn, bắt sống Long chủ, giúp sư quốc chiếm được Long quốc, hắn sẽ được phong là Bắc cảnh vương và cai quản toàn bộ lãnh thổ phía bắc. Bây giờ chiến trường không còn binh lính khác nữa, đây chính là cơ hội ngàn vàng để anh ta bắt sống Long chủ. Tuy nhiên, anh ta vẫn có chút không chắc chắn về suy nghĩ của một số binh lính của mình, vì vậy cứ hỏi họ trước. Xem xem những binh lính nào không thuận theo mình, ai không đồng tình sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, sau đó phát động quân đội tạo phản để bắt sống Long Chủ. Sau khi nghe câu hỏi của Hàn Hồ, tất cả binh lính đều im lặng một lúc. Thuộc hạ cho rằng, vận mệnh của nước Long Quốc đã hết, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt phong. Một tên lính thân tín của Hàn Hồ đứng lên nói. Đúng vậy, đặc biệt là ở vùng phía bắc càng khó có thể chống lại lực lượng quân sự của sư quốc không bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt thôi lại một tên lính thân tín khác nói tiếp lúc này một vị tướng tên là quách thành danh đứng lên nói thuộc hạ cho rằng nước long quốc chúng ta binh nhiều tướng mạnh dũng tướng như mây nhất định có thể chống chọi được với quân địch nước long quốc chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này khi quách thành danh vừa nói xong hàn hồ lập tức cau mày quách thành danh vì cậu đã đoán được, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu, cậu có muốn đi theo chúng tôi không? Lúc này, Hàn Hồ vừa nói vừa đi về phía Quách Thành Danh. Bằng, một tiếng súng vang lên, vang lên rất lâu bên trong phòng họp. Quách Thành Danh bị bắn vào gáy, trực tiếp ngã về phía trước, cơ thể nằm úp sắp trên bàn hội nghị. Những người có mặt ở đó khi chứng kiến cảnh tượng này đều bị dọa đến mức kinh hồn bạt vía, cả người đổ mồ hôi bắt sống long chủ là một chuyện lớn gây chấn động thế giới trước khi hành động buộc phải thận trọng không thể có bất kỳ sai sót nào không muốn đi theo thì chỉ còn cách tiêu diệt mọi người còn có ai phản đối không hàn hồ nhìn qua mọi người lạnh lùng hỏi phần lớn những quân lính còn lại đều do một tay hàn hồ đưa tới đều là thân tín của anh ta đương nhiên không ai có ý kiến phản đối cho dù có một số người không cam lòng đầu hàng quân địch lúc này cũng không dám phản đối thuộc hạ nguyện ý đi theo trung tướng cho đến chết một tên lính thân tín lớn tiếng nói thuộc hạ nguyện ý đi theo trung tướng cho đến chết các tên lính khác cũng nói theo để thể hiện sự trung thành hàn hồ thấy tất cả các quân lính đều một lòng đi theo liền nói được rồi mọi người bây giờ long quốc sắp diệt phong chúng ta không thể khoanh tay chờ chết tôi sẽ tìm một con đường sán lạn cho mọi người tấn công vào nơi ở của long chủ bắt sống long chủ và đến nhờ cậy sư quốc hàn hồ nói vừa nói ra lời này tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh thậm chí còn dùng mình bắt sống long chủ nếu như ở thời cổ đại đó chính là một tội ác tài trời và còn bị tử hình chín đời một số quân lính muốn trùn bước nhưng thi thể của quách thành danh vẫn đang nằm trên bàn nhìn thấy mà ghê người chỉ cần mình trùn bước lập tức sẽ có kết cục như quách thành danh hàn hồ thấy các quân lính đều sợ hãi bèn nói mọi người chớ căng thẳng bây giờ tất cả quân lính đều đã ra tiền tuyến chỉ còn lại chúng ta nhưng long chủ chỉ có ngự lâm quân không thể chống lại lực lượng quân sự của chúng ta nghe hàn hồ nói như vậy các quân lính đều thở phào nhẹ nhõm được rồi thuộc hạ nguyện ý cùng trung tướng làm chuyện lớn thuộc hạ cũng nguyện ý dù sao long quốc cũng sắp bị tiêu diệt thay vì ngoan cường chiến đấu chúng ta cũng có thể sớm tìm đường thoát thân tốt thấy tất cả thuộc hạ đều muốn đi theo Hàn Hồ lập tức nâng tinh thần lên và nói, "Chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ thời gian rất cấp bách, lập tức lập kế hoạch bắt sống Long chủ, tối nay hành động luôn." 4 giờ sáng, biệt thự của Long chủ. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian yên tĩnh nhất và cũng là khoảng thời gian nguy hiểm nhất, xung quanh im lặng như tờ. Toàn bộ Ngự Lâm quân đều canh giữ xung quanh. Đột nhiên, một nhóm binh mã xuất hiện trong bóng tối, lao thẳng tới biệt thự của Long chủ. Đứng lại, không được lại gần, khi người đứng đầu Ngự Lâm quân nhìn thấy một nhóm binh mã lạ mặt đột nhiên tiến tới, liền cảm thấy tình hình không ổn, lập tức hét lên. Ngự Lâm quân còn lại cũng đã bày thế trận, sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, một nhóm binh mã lạ mặt không những không dừng lại, mà còn nhanh chóng tiếp cận biệt thự của Long chủ. "Mau đánh, tiêu diệt chúng." Người đứng đầu Ngự Lâm quân đã biết nguy hiểm đang đến, ngay lập tức ra lệnh chiến đấu. Chương 598 Hàn Hồ tạo phản Ngự Lâm quân đang bảo vệ biệt thự của Long chủ nghe thấy mệnh lệnh, ngay lập tức nổ súng vào đám binh mã lạ mặt. Người đứng đầu của Ngự Lâm quân là Quan Hồng đã nhìn thấy rõ bọn họ chính là binh mã của Hàn Hồ. Không hay rồi, đối phương chính là binh mã của Hàn Hồ, Hàn Hồ đã tạo phản rồi, chúng ta nhất định phải ngăn chặn họ đến gần, thể sống chết bảo vệ Long chủ." Quan Hồng hét lên. Khi Ngự Lâm quân biết được đó là binh mã của Hàn Hồ, họ cũng vô cùng kinh hãi. Bằng bằng pang. ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Tiếng súng liên tục vang lên. A a a, vô số người bị bắn trúng hoặc nổ tung, lần lượt la hét lên. Thấy tình hình có vẻ không ổn, người đứng đầu của Ngự Lâm Quân là Quan Hồng ngay lập tức chạy vào biệt thự của Long chủ và đi thẳng đến phòng ngủ của Long chủ. Lúc này, Long chủ cũng bị tiếng súng nổ dữ dội đánh thức, lập tức bật dậy. Lúc này Quan Hồng vừa chạy vào vừa hét lớn, Long chủ không ổn rồi, Hàn Hồ đã tạo phản. Cái gì? Hàn Hồ dám tạo phản sao? Long chủ nghe tin Hàn Hồ đã tạo phản cũng rất kinh hãi. Anh ta chưa bao giờ tưởng tượng được tướng 4 sao Hàn Hồ sẽ tạo phản. Đúng vậy, những kẻ bao vây bên ngoài biệt thự chính là sư đoàn tinh nhuệ của Hàn Hồ. Quan Hồng nói. Triệu Huấn Minh đâu rồi? Lập tức ra lệnh cho Triệu Huấn Minh tới ứng cứu. Long chủ vẫn chưa hết sợ hãi, lập tức nghĩ đến trong chiến trường còn có binh mã của Triệu Huấn Minh bây giờ chiến trường ở phía bắc sắt chống chảy chỉ có binh mã của hàn hồ và binh mã của triệu huấn minh người có có thể cứu mình chỉ binh mã của triệu huấn minh long chủ tình hình hình bây giờ rất nguy cấp không bao lâu nữa binh mã của hàn hồ sẽ tấn công vào chúng ta không thể đợi binh mã của trung tướng minh đến giải cứu được hay là chúng ta nhanh chóng vào mật thất đi men theo mật thất chạy ra ngoài quan hồng nói vì đảm bảo an toàn trong biệt thự của long chủ đã được mật thất không Thông báo cho Trung tướng Minh đến ứng cứu trước, mặc dù binh mã của Trung tướng Minh ít, nhưng cậu ấy có thể tới, đúng lúc nội công ngoại kích với Ngự Lâm quân và Tiêu Diệt quân tạo phản. Long chủ nói: "Vâng, Quan Hồng không dám làm trái lệnh Long chủ, đành phải gọi điện thoại cho Triệu Huấn Minh trước." Khi Triệu Huấn Minh vừa nghe thấy có điện thoại của người đứng đầu Ngự Lâm quân là Quan Hồng gọi tới, nhất thời cảm thấy có dự cảm không lành nên lập tức trả lời ngay. "Ngài Hồng, muộn như vậy mới gọi cho mặt tướng?" cho hỏi có chuyện gì vậy triệu huấn minh hỏi trung tướng minh hàn hồ đã tạo phản rồi quân tạo phản bây giờ đang bao vây biệt thự của long chủ long chủ ra lệnh cho cậu lập tức tới ứng cứu quan hồng vội vàng nói triệu huấn minh nghe thấy thế lập tức hoảng sợ không ngờ mình vừa rời đi hàn hồ đã lập tức tạo phản càng không ngờ hơn nữa hàn hồ lại dám bao vây biệt thự của long chủ ngài hồng mà tướng được lệnh hàn hồ dẫn quân lính ra tiền tuyến bây giờ đang lên đường đi nước xa không cứu được lửa gần rồi triệu huấn minh nói cái gì cậu tự mình dẫn quân tới tiền tuyến quan hồng cực kỳ sửng sốt chính là hàn hồ ép tôi tôi không thể không làm theo triệu huấn minh nói đừng có nhiều lời nữa lập tức quay lại nhanh chóng cứu long chủ đây chính là mệnh lệnh của long chủ bây giờ tình thế cấp bách quan hồng cũng không muốn nghe triệu huấn minh giải thích nữa vâng Đương nhiên Triệu Huấn Minh cũng biết tình thế cấp bách, cứu Long chủ mới là ưu tiên hàng đầu. Sau khi Quan Hồng thông báo cho Triệu Huấn Minh, anh liền thông báo với Long chủ, "Long chủ, Trung tướng Minh đã được Hàn Hồ điều động khỏi chiến trường, và anh ta đang trên đường ra tiền tuyến." "Cái gì? Hàn Hồ vậy mà lại điều động Triệu Huấn Minh đi sao?" Long chủ kinh ngạc một hồi. "Đúng vậy, Hàn Hồ này xem ra anh ta có vẻ đã lên kế hoạch từ lâu, cho nên mới điều động Trung tướng Minh ra khỏi chiến trường trước." sau đó sẽ đến bao vây biệt thự của Long Chủ Ngài. Quan Hồng nói, lúc này, bên ngoài biệt thự âm thanh của súng pháo càng ngày càng rồn rập, càng ngày càng đến gần. Long Chủ, bây giờ quân phản loạn càng ngày càng tới gần, chúng ta cũng đâu còn có cách nào khác nếu không trốn thoát khỏi đây bằng con đường bí mật đây. Quan Hồng lo lắng sốt ruột nói, hiện tại vẫn còn một chút thời gian, nhanh chóng gọi điện thoại cho người bảo vệ Long Quốc đệ nhất hổ soái Lê Uy Long, tôi muốn đích thân giao phó cho hổ soái Lê một việc. Long chủ nói, vâng, quan hồng lập tức gọi điện cho Lê Uy Long. Lúc này, ở chiến trường miền Nam, một thị vệ vội vàng chạy tới nói, báo cáo với tổng đốc, Long chủ gọi điện thoại khẩn cấp. Lê Uy Long hơi kinh hãi khi nghe điều này, Long chủ đã gọi điện vào lúc nửa đêm, vậy thì chắc chắn có một cái gì đó rất quan trọng. Hổ Soái thiên, hàn hồ đã tạo phản rồi. Long chủ nói. Cái gì, Hàn Hồ vậy mà thực sự nổi loạn. Lệ Uy Long cảm thấy kinh ngạc sau khi nghe điều này. Đúng vậy, hiện tại Hàn Hồ đang dẫn quân nổi loạn bao vây biệt thự của tôi, quân ngự lâm sắp không thể chống lại được nữa rồi. Long chủ nói. Long chủ, mà tướng cách xa hàng nghìn dặm, ngắn tay chẳng với tới trời, ngài hãy nhanh chóng để cho các tướng lĩnh khác trong quân đội chiến trường phía Bắc đến cứu giá. Lệ Uy Long nói. Sư quốc đã tấn công phòng tuyến thứ hai của chúng ta ở phía Bắc với quy mô lớn, các tướng lĩnh đã được ta cử ra tiền tuyến, không có cách nào để đến cứu tôi." Long chủ nói. Lệ Uy Long đột nhiên toát mồ hôi hột, "Long chủ, ngài làm sao có thể chuyển toàn bộ binh lực ra tiền tuyến chứ?" "Tôi vốn dĩ là để lại Triệu Huấn Minh ở chiến trường, nhưng không ngờ rằng Hàn Hồ lại điều động Triệu Huấn Minh đi trong khi tôi trở về biệt thự để nghỉ ngơi." Lúc này, Lệ Uy Long có thể nghe thấy tiếng súng dữ dội từ điện thoại, trong lòng đột nhiên trở nên lo lắng. Trường 599 ngàn dặm cứu chủ. Long chủ, ngài mau thoát khỏi bằng con đường bí mật đi, nhất định không được rơi vào tay quân phản nghịch. Lê Uy Long dứt khoát nói. Hổ xoái lê, có thể đã quá muộn rồi, Hàn Hồ cũng biết biệt thự của tôi có đường đi bí mật. Hổ xoái lê, trong trường hợp tôi rơi vào tay của kẻ thù, cậu phải kế thừa tôi làm Long chủ, dẫn những người lính của Long quốc tiếp tục chiến tranh, bảo vệ giang sơn sông núi của Long quốc ta. Long chủ nói. Không, Long chủ, ngài sẽ luôn là Long chủ. Tôi, Lệ Uy Long, sẽ chỉ hỗ trợ Long chủ, sẽ không bao giờ thay thế Long chủ. Tôi, Lệ Uy Long, một đời sinh ra chỉ làm tướng, căn bản là không có cái năng lực để làm Long chủ của Long quốc. Đây chính là thánh chỉ, cậu không thể chống lại." Long chủ nói giọng ra lệnh. "Long chủ, Lệ Uy Long không biết phải nói gì. Cậu nhớ rõ những gì tôi nói, nếu tôi bị bắt, cậu phải chủ trì đại cục." Long chủ nói. Quan Hồng nhìn thấy Long Chủ cúp máy, lập tức nói, Long Chủ, tất cả những thứ nên giao phó người đều đã nói xong rồi, mau đi theo chúng tôi xuống đường đi bí mật đi. Được rồi, chúng ta xuống đường bí mật thôi. Bức tường phòng ngủ của Long Chủ đột nhiên tự động mở ra một cánh cửa, sau bức tường là một lối đi bí mật. Sau đó, Quan Hồng cùng bước vào con đường bí mật với Long Chủ. Lối ra của con đường bí mật dẫn đến ngọn núi phía sau. Chiến trường miền Nam Tổng đốc, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Kiệt tò mò hỏi khi thấy Lê Uy Long đang sướng sờ. Hàn Hồ đã tạo phản và đang dẫn đầu quân nổi dậy bao vây dinh thự của Long Chủ. Lê Uy Long nói, cái gì, Hàn Hồ vậy mà lại thực sự nổi loạn. Trần Kiệt cũng rất sốc khi biết tin. Đúng vậy, tình thế đã thay đổi đột ngột. Sự nổi dậy của Hàn Hồ đã khiến Long Quốc của ta rơi vào thế bị động. Tôi quyết định dẫn đầu một đội tinh nhuệ lên phía Bắc, tiêu diệt những kẻ nổi loạn và cứu long chủ lê uy long nói tuy nhiên chúng ta đang ở phía nam long chủ lại ở phía bắc nước xa không thể cứu lửa gần trần kiệt nói long chủ có thể sẽ không có cách nào có thể chạy thoát được sẽ bị hàn hồ bắt được việc chúng ta cần phải làm là giải cứu long chủ khỏi tay hàn hồ lê uy long nói anh nghĩ hàn hồ sẽ làm gì tiếp theo sau khi bắt được long chủ trần kiệt hỏi tôi nghĩ rằng hàn hồ có thể sẽ giao long chủ cho người của sư quốc và sau đó sư quốc sẽ lợi dụng long chủ để buộc chúng ta đầu hàng. Vì vậy, việc chúng ta cần phải làm là ngăn chặn hàn hồ giao long chủ cho người của sư quốc. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Lê Uy Long nói, tôi quyết định điều động một đơn vị của mình từ phía Tây sang nơi của long chủ ở phía Bắc. Anh sẽ ở lại chỉ huy cuộc chiến ở phía Nam, Lê Uy Long nói. Nhưng mà, long chủ đang gặp nguy hiểm, tôi không thể thấy chết không cứu. Trần Kiệt nói việc canh giữ phía nam của Long Quốc cũng quan trọng không kém. Nếu phía nam bị mất, kẻ thù sẽ đổ bộ từ biên giới phía nam, đến lúc đó Long Quốc sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Lê Uy Long nói, vâng, anh là Tổng đốc, mà đồng thời cũng là người kế vị. Tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp, canh giữ biên giới phía nam. Trần Kiệt nói, ừm, um, việc giải cứu Long chủ cứ giao cho tôi, mặt trận phía nam, tuyệt đối không thể để kẻ thù phá vỡ. Lê Uy Long nói, Tổng đốc anh cứ yên tâm, tôi thề sẽ bảo vệ biên giới phía nam bằng cả sinh mạng. Ngược lại là anh, phải giải cứu Long chủ từ tay của Hàn Hồ, đây là một nhiệm vụ vô cùng khó. Trần Kiệt nói. Dù có khó khăn đến đâu, tôi nhất định sẽ giải cứu Long chủ. Lệ Uy Long nói. Lúc này, tại biệt thự của Long chủ. Mặc dù Ngự Lâm quân thể sống thể chết để chống cự, nhưng trang bị của sư đoàn tinh nhuệ của Hàn Hồ lại quá tinh xảo, tấn công đến đâu thì chỗ đó như vậy một đống đổ nát vậy sau một khoảng thời gian ngự lâm quân đã bị thiệt hại nghiêm trọng tất cả đều đã tử vong quân nổi dậy vừa đột nhập biệt thự của long chủ nhưng mà không còn một dấu vết nào của long chủ trong biệt thự cả tuy nhiên hàn hồ biết rằng trong phòng ngủ của long chủ có một lối đi bí mật anh ta đã phân phó với các thuộc hạ của mình rằng nếu như không tìm được long chủ thì hãy cho nổ tường trong phòng ngủ của long chủ sau khi bức tường phát nổ quả nhiên là nhìn thấy một lối đi bí mật sau đó Quân phản kích liền lao vào con đường bí mật và truy đuổi Long chủ. Quan Hồng dẫn theo Long chủ đi ra phía sau của ngọn núi bằng con đường bí mật, bất chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Quan Hồng lo lắng, nói: "Long chủ, không ổn rồi, quân tạo phản đã tấn công rồi, ngài hãy trước chạy đi, tôi sẽ ở đây cầm chân bọn chúng." Một mình cậu, căn bản là không thể ngăn cản được quân phản kích, cùng tôi trốn khỏi phía sau núi. Long chủ không muốn Quan Hồng chết vô ích nên đã để anh cùng mình trốn thoát. Chương 600 Tại sao phản bội? Cửa đá từ từ mở ra. Khi cánh cổng đá được mở đến một mức độ nhất định, Quan Hồng nhanh chóng chạy ra khỏi cửa đá với Long chủ. Vừa ra khỏi cửa đá, anh ấy nhìn thấy phía sau ngọn núi đầy lính và ngựa của Hàn Hồ. Phía sau có binh lính đuổi theo, phía trước có binh lính ngăn cản, làm sao họ có thể trốn thoát được đây? Long chủ mà tướng đã ở đây chờ rất lâu rồi ngài cùng mà tướng trở về đi hàn hồ nói phản quân lập tức trói long chủ và quan hồng lại hàn hồ cậu là phản tạc bán nước cầu vinh chấm nhất định sẽ nghiền nát thi thể của cậu thành vạn mảnh sau khi long chủ bị trói vẫn nộ chửi rủa bản thân ngài cũng khó bảo toàn làm sao thể nghiền nát thi thể tôi thành vạn mảnh đây hàn hồ nói đem bọn họ áp giải về nhốt lại hàn hồ không muốn nói nhảm với long chủ và quan hồng nữa lập tức hạ lệnh đem bọn họ áp giải về. Phản quân nghe được mệnh lệnh của Hàn Hồ, lập tức đem Long Chủ và Quan Hồng áp giải đi. Khu vực chiến đấu phía Nam Lệ Uy Long đã hạ lệnh cho toàn bộ hổ soái trong quân biên giới phía Tây ngồi máy bay chiến đấu tới biên giới phía Bắc. Hà Ngọc Lan thỉnh cầu cùng Lệ Uy Long đi cứu Long Chủ, Lệ Uy Long cũng đồng ý. Lúc này, Trần Kiệt cũng vội vã đến sân bay và nói, Tổng đốc, có chuyện không hay rồi vừa mới nhận được tin báo, toàn bộ ngữ lâm quân đã bị giết, Long Chủ và thủ lĩnh của ngữ lâm quân Quan Hồng đã rơi vào tay phản quân rồi. Trần Kiệt nói, kết quả này đã sớm nằm trong dự liệu của tôi, Hổ Soái Kiệt không cần phải lo lắng. Lê Uy Long nói, kết nối điện thoại tới Triệu Huấn Minh cho tôi, tôi có việc muốn nói với cậu ấy. Trần Kiệt lập tức bảo thuộc hạ liên lạc với chiến tướng ở biên giới phía Bắc Triệu Huấn Minh. Sau khi điện thoại được kết nối, Lê Uy Long liền nói với Triệu Huấn Minh, tôi là hổ soái về quốc Lê Uy Long. Hổ soái Lê, có chỉ thị gì? Xin hãy ra lệnh, Triệu Huấn Minh hỏi. Hiện tại Long chủ đã rơi vào tay phản quân, khu vực chiến đấu phương Bắc đã bị Hàn Hồ kiểm soát, cậu chiếm sân bay chiến trường phương Bắc bằng đường bộ, nhất định phải chiếm được sân bay ở phương Bắc. Lê Uy Long nói. Phản quân Hàn Hồ muốn đưa Long chủ đến sư quốc, đường bộ không đi được, mỗi cửa khẩu đều có các tướng lĩnh Long quốc canh gác anh ta nhất định sẽ dùng máy bay đưa Long Chủ đến Sư Quốc. Gió, Triệu Huấn Minh nhận lệnh. Chưa đầy nửa giờ, binh mã của Triệu Huấn Minh liền tiêu diệt trung đoàn Hàn Hồ kia, chiếm lĩnh sân bay. Bởi vì sân bay là trung tâm của chiến trường, một khi sân bay bị chiếm đóng, Hàn Hồ chắc chắn sẽ đoạt lại. Nếu không có sân bay, Hàn Hồ sẽ không thể bay đến Sư Quốc. Triệu Huấn Minh hiểu rõ tầm quan trọng của sân bay, nếu để Hàn Hồ đoạt lại sân bay, mang theo long chủ bay tới sư quốc người của long chủ cũng không dám bắn hạ máy bay bởi vì long chủ vẫn còn ở trên máy bay nếu long chủ được đưa đến sư quốc rất khó để cứu trở lại nếu muốn cứu long chủ nhất định phải nhốt hàn hồ ở trong khu vực chiến đấu phương bắc hàn hồ lãnh đạo phản quân áp giải long chủ cùng quan hồng trở về được nửa đường một tùy tùng chạy tới báo báo cáo trung tướng hồ sân bay khu vực chiến đấu đã bị triệu huấn minh chiếm lĩnh hàn hồ nghe vậy nhất thời kinh hãi cái gì triệu huấn minh chiếm lĩnh sân bay hàn hồ phẫn nộ nói truyền lệnh xuống dưới để sở bộ của đinh hoàn bằng mọi giá cũng phải chiếm lại sân bay đinh hoàn là một vị tướng ba sao chiến binh thân tín của hàn hồ anh ta phụ trách canh gác cửa khẩu gần với sân bay nhất đinh hoàn nhận được mệnh lệnh của hàn hồ lập tức lãnh đạo đội quân tấn công về phía sân bay sân bay khu vực chiến đấu Triệu huấn minh vừa triển khai phòng thủ tại xung quanh sân bay xong, Đinh Hoàn đã dẫn đầu quân phản loạn, phát động một cuộc tấn công dữ dội vào sân bay. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, vì Triệu huấn minh đã bố trí phòng thủ sẵn nên phiến quân của Đinh Hoàn chịu phải thương vong khá nặng nề. Đinh Hoàn mãi vẫn không tấn công được, hơn nữa bên phe phản loạn còn chịu thương vong nặng nề, tin tức này đã chuyển đến tai Hàn Hồ. Sau khi Hàn Hồ biết tin, liền nổi cơn tam bành, Gào thét chửi bới, tên ăn hại đinh hoàn này rốt cuộc đã làm cái quái gì, ngay cả một cái sân bay cũng không chiếm được. Hàn tướng quân, sân bay rất quan trọng, nếu không chiếm được thì chúng ta không thể thoát khỏi Long Quốc, phải làm sao đây? Một tướng lĩnh bắt đầu hoảng sợ. Cậu sợ cái gì, tôi sẽ đích thân đi tiêu diệt toàn quân của Triệu Huấn Minh. Chỉ cần kiểm soát được sân bay, chúng ta sẽ lập tức đưa Long chủ lên máy bay bay đến sư quốc." Hàn Hồ nói. Nói xong, Hàn Hồ liền dẫn đầu đại quân, hiên ngang hùng dũng hướng về phía sân bay. Triệu Huấn Minh vừa mới đánh tan toàn quân của Đinh Hoàn, Hàn Hồ lại đích thân dẫn theo một số lượng lớn quân lính đến sân bay. Triệu Huấn Minh bên này liên tục chiến đấu, không có thời gian để nghỉ ngơi chỉnh đốn, bây giờ lại phải đối mặt với đại quân của Hàn Hồ, tình thế đột nhiên trở nên nguy cấp. Toàn quân của Hàn Hồ được trang bị hoàn hảo, đầy đủ mọi loại vũ khí hạng nặng, với chút binh lực này của Triệu Huấn Minh vốn không thể chống đỡ. Trung tướng Minh, hỏa lực của phiến quân quá mạnh, chúng ta sắp không giữ được nữa rồi, làm sao bây giờ? Một tướng lĩnh nói, nhất định phải giữ được sân bay, nếu không Long Chủ sẽ bị phiến quân bắt đi, Lệ Uy Long sẽ không thể đáp xuống biên giới phía Bắc. Chỉ cần Lệ Uy Long đến đây, ngày tàn của bọn phiến quân cũng đến rồi. Triệu Huấn Minh, chương 601 Lệ Uy Long đến. Tướng sĩ nghe Triệu Huấn Minh nói như vậy, tất cả đều vực dậy tinh thần bởi vì họ đều biết rằng lê uy long đã ngồi trên máy bay chiến đấu lao về phía bắc và sư đoàn võ bôn của anh ấy cũng đang trên máy bay chiến đấu bay tới đây trong lòng họ lê uy long tồn tại giống như một vị thần là niềm tin của toàn quân bọn họ đều cảm thấy rằng chỉ cần lê uy long đến đây mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết trong lòng toàn thể các tướng sĩ đã có niềm tin họ lại bắt đầu anh dũng chiến đấu phiến phân của hàn hồ tuy được trang bị rất hoàn hảo nhưng triệu huấn minh đã kiểm soát sân bay có rất nhiều máy bay chiến đấu trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt hai bên đều bị tổn thất nặng nề tuy triệu huấn minh đang nắm quyền kiểm soát nhưng binh lực của anh ta quá ít phiến quân của hàn hồ đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau bắn hạ không ít máy bay chiến đấu đồng thời cũng đang tiến từng bước đến sân bay tình hình ngày càng trở nên nguy cấp huấn minh sắp không giữ nổi nữa thì bất ngờ từ đằng xa một số lượng lớn quân lính đang dở đến nhóm quân lính này chính là hai sư đoàn do trương minh lương phái đến hàn hồ bị bao vây tứ hướng anh ta đột nhiên có chút hoảng sợ các anh em quân tiếp viện của chúng ta đến rồi nhất định phải giữ lấy sân bay triệu huấn minh hét lên những tướng sĩ đang cố thủ giữ lấy sân bay nhìn thấy quân tiếp viện đến tất cả đều lên tinh thần bắt đầu dũng cảm chiến đấu trở lại suy cho cùng hàn hồ cũng là chiến tướng bốn sao đã trải qua trăm trận đánh anh ta liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Lập tức chia thành hai đường, một đường chặn phía sau địch, đường còn lại tranh thủ thời gian đoạt lấy sân bay. Hàn Hồ bắt đầu hạ lệnh. Phản quân tức khắc chia làm hai đường, một đường chặn đánh hai sư đoàn kia của Trương Minh Lương, đường còn lại thì tiếp tục tiến công sân bay. Mặc dù hai sư đoàn kia của Trương Minh Lương cũng được trang bị tốt, nhưng quân của Hàn Hồ lại mạnh hơn, trong lúc nhất thời không có cách nào đánh vào vòng vây, chỉ có thể thu hút một nửa binh lực của Hàn Hồ. Mà quân đội của Triệu Huấn Minh từ khi tiến vào sân bay liền liên tục tiến công, lúc này binh lực không còn nhiều, cho dù đối mặt với một nửa lực lượng của Hàn Hồ cũng khó có thể chống lại. Ngay lúc sân bay đang giữa tình thế nghìn cân treo sợi tóc đó, vô số máy bay chiến đấu ùn ùn kéo đến từ phía Tây Nam. Thấy tình hình này, Long Chủ, Quan Hồng, Triệu Huấn Minh và toàn bộ các tướng sĩ canh gác sân bay, cũng như các tướng sĩ và binh lính của sư đoàn Trương Minh Lương đều vui mừng khôn xiết. Bởi vì bọn họ đều biết, nhất định đó chính là lê uy long và sư đoàn dũng sĩ của anh đã đến hàn hồ trông thấy hàng loạt máy bay chiến đấu bay đến và đang oanh tạc vào quân đội của mình cuối cùng cũng bắt đầu luống cống rút lui rút quân về hướng cửu u quan hàn hồ thấy tình hình không ổn liền hiểu không cách nào đoạt lấy sân bay được muốn đưa long chủ đến sư quốc thông qua không quân là chuyện không thể nên lập tức quyết định từ cửu u quan rồi trốn đến sư quốc tướng lĩnh thủ thành cửu u quan là long trấn tiêu binh lực tương đối yếu kém. Vì vậy, Hàn Hồ quyết định đột phá cửu U Quan, đưa Long Chủ từ cửu U Quan trốn tới Sư Quốc. Long Trấn Tiêu Chính là bố ruột của Lệ Uy Long. Các máy bay chiến đấu của sư đoàn dũng sĩ biết rõ Long Chủ đang trong tay Hàn Hồ nên không dám truy kích, lo sợ lỡ tay làm bị thương Long Chủ, đành phải hạ cánh vào sân bay trước rồi đợi đến khi Lê Uy Long tới quyết định tiếp. Muốn cứu Long Chủ từ trong tay Hàn Hồ không phải là một chuyện dễ dàng chuyện quan trọng như cứu Long chủ này cần phải để Lê Uy Long đến rồi quyết định mới được. Cứ như vậy, phản quân của Hàn Hồ đã đưa Long chủ và thuận lợi rút lui theo hướng cửu U Quan. Một lát sau, bảy chiếc máy bay chiến đấu cũng từ trong bầu trời đêm phía nam gào rú mà đến. Nhất định là Lê Uy Long đã đến. Bảy chiếc máy bay chiến đấu hạ cánh xuống khu vực chiến đấu tại sân bay, một người đàn ông cao lớn uy mãnh, tay cầm một thanh kiếm khổng lồ, uy phong lẫm liệt bước ra thanh kiếm khổng lồ mà Lê Uy Long đang cầm trong tay chính là thần kiếm tiểu thính Vũ Lâu. Một người phụ nữ có dáng vẻ hiên ngang, tuyệt sắc khuynh thành đi theo bên cạnh Lê Uy Long chính là Hà Ngọc Lan. chương 602 chấm đã trách oan họ rồi. Cung nghênh hổ xoái Lê, toàn thể tướng sĩ đồng thanh hô to khi thấy Lê Uy Long đi ra từ trong máy bay chiến đấu. Ánh mắt của Lê Uy Long như tia điện quét nhìn một vòng, Thấy cảnh hoang tàn xung quanh sân bay và xác người khắp cánh đồng thì biết trận chiến vừa rồi vô cùng ác liệt. "Phản quân trốn đi đâu rồi?" Lê Uy Long hỏi. "Báo cáo hổ xoái Lê, phản quân bắt giữ Long chủ và chạy trốn về hướng Cửu U quan rồi." Triệu Huấn Minh tiến lên nói. Lê Uy Long nghe vậy liền lập tức nhướng mày, bởi vì anh biết rõ người canh gác Cửu U quan là Long Trấn Tiêu, và Long Trấn Tiêu cũng là người bố ruột mà anh căm ghét đến tận xương tủy. Đại quân xuất phát tiến quân về hướng cửu U Quan, truy kích phản quân. Lê Uy Long lập tức ra lệnh. Gió, toàn thể các tướng sĩ đồng thanh đáp. Không quân dùng máy bay chiến đấu để theo dõi phản quân, không được tự tiện nổ súng vào bọn chúng, tránh làm bị thương Long Chủ. Lê Uy Long nói lại. Gió, toàn bộ không quân đồng thanh đáp. Lập tức báo cho người thủ thành ở cửu U Quan, Long chấn Tiêu, cần phải tử thủ ở cửu U Quan, ngăn cản phản quân từ bên trong cửu U Quan nếu để cho phản quân đột phá cửu u quan thì bảo long chấn tiêu mang đầu đến gặp lê uy long hạ lệnh rõ một sĩ quan phụ tá nhận lệnh ngay lập tức truyền đạt lệnh của lê uy long xuống cho long chấn tiêu sau khi lê uy long ra lệnh đội quân liền xuất phát đuổi theo về hướng cửu u quan máy bay chiến đấu của không quân cũng đã cất cánh dẫn đầu bay về phía cửu u quan khi hàn hồ dẫn phản quân gần đến cửu u quan vô số máy bay chiến đấu cũng từ phía sau bay đến. Hàn Hồ và tất cả người trong phản quân đều bị sốc. Trung tướng Hồ không xong rồi, máy bay chiến đấu đã đuổi kịp tới đây, làm sao bây giờ? Một vị tướng lĩnh hoảng sợ dò hỏi. Nhanh chóng tăng tốc tiến về phía cửu U Quan, Long Chủ đang trên tay chúng ta, những chiếc máy bay chiến đấu này không dám oanh tạc về hướng chúng ta đâu. Hàn Hồ nói. Rõ. Chỉ chốc lát, phản quân của Hàn Hồ đã đến cửu U Quan toàn bộ tướng sĩ ở cửu u quan đã sớm bày trận địa sẵn sàng đón quân địch long đại nhân mau để cho chúng tôi đi qua tôi sẽ cho ông vinh hoa phú quý hàn hồ hét lên với long trấn tiêu người thủ thành cửu u quan phản quân hàn hồ long gia của tôi đã trung thành từ bao đời nay sẽ không bao giờ thông đồng với cậu làm bậy phản quốc trốn theo kẻ thù long trấn tiêu đứng trên tường thành nghiêm nghị nói long gia của ông đã trung thành qua nhiều thế hệ kết cục cuối cùng không phải bị giáng chức xuống biên cương sao. Long quốc không xứng đáng với lòng trung thành của ông, mở cửa thành ra theo tôi cùng đến cậy nhờ sư quốc. Hàn Hồ nói, tôi bị giáng chức xuống biên cương vì tôi đã phạm sai lầm, không thể trách Long chủ. Long Trấn Tiêu đáp lời, bởi vì máy bay chiến đấu đã đuổi kịp tới đây, nhất định đại quân của Lê Uy Long cũng sắp đuổi đến rồi. Công thành, san bằng cửu U Quan, tiêu diệt Long Trấn Tiêu. Hàn Hồ không muốn lãng phí thời gian nữa, lập tức hạ lệnh. Tiếng súng tiếng pháo vang lên dữ dội. Những người canh gác trên tường thành và những phản quân dưới tường thành đều tới tấp trúng đạn rồi ngã xuống. Lúc này đã là tảng sáng, Long chủ chứng kiến Long chấn tiêu bất chấp hỏa lực của phản quân, chỉ huy các tướng sĩ thủ thành trong trận chiến đẫm máu, xúc động thật lâu nói, Long đại nhân thả chết chứ không chịu đầu hàng, thật là một vị trung thần khó có được. Đúng vậy, một người bình thường khi đối diện với 100.000 phản quân thì sớm đã đầu hàng rồi, nhưng mà Long Đại Nhân lại xem cái chết như không, nguyện sống chết cùng với cửu U Quan. Quan Hồng cũng cảm khái nói. Cả nhà Long ra đầy lòng trung thành, xem ra là chấm trách oan cho họ rồi. Long chủ ấy náy lên tiếng. Trên đường chạy trốn đến cửu U Quan, Hàn Hồ đã báo tin cho Sư Quốc và yêu cầu họ cử một đội quân đến ứng phó. Khi Sư Quốc biết Hàn Hồ đã bắt sống được Long Chủ, Lập tức cử 50.000 quân đến cử U Quan tiếp ứng Hàn Hồ. Lúc này Lê Uy Long còn cách cử U Quan khoảng 10 km, biết cử U Quan sát thủ không được. Anh lập tức ra lệnh cho máy bay chiến đấu nổ súng vào bọn phản quân. Vì Long chủ đang nằm trong tay phản quân nên các máy bay chiến đấu không dám bắn vào phản quân ở chỗ Long chủ, chỉ có thể bắn những phản quân tước tường thành. Hàn Hồ biết đại đội quân của Lê Uy Long rất nhanh sẽ đến đây, tình thế sẽ càng ngày càng bất lợi cho mình nếu như không thể nhanh chóng vượt qua cửu u quan, mình nhất định sẽ sắp thành lại bại, bị tiêu diệt trước cửu u quan. Muốn sống sót thì cần phải tốc chiến tốc thắng trước khi quân đội của Lê Uy Long chưa đến cửu u quan, bỏ trốn khỏi đây và tụ hợp với quân của sư quốc phái đến. Dưới tình thế cấp bách, cậu nghĩ tới một biện pháp rất hay, vì vậy lập tức hạ lệnh áp giải Long Chủ về phía trước, công thành. Chỉ cần áp giải Long Chủ ở trước, bất kể là quân canh gác hay máy bay chiến đấu của không quân, đều không dám khai hỏa. Thế là, những phản quân này bắt đầu ào ào tiến lên đưa Long chủ ra ngoài. Hàn Hồ theo sát đằng sau Long chủ, cùng đi về phía cửa u quan. Trên tường thành, Long trấn Tiêu thấy Long chủ bị áp giải ở trước, tức khắc sợ đến tái mặt, vội vàng hạ lệnh không được khai hỏa. Long chủ đang ở phía trước. Máy bay chiến đấu trên không thấy Long chủ bị áp ở đằng trước, cũng không dám khai hỏa về phía tường thành nữa trong lòng hàn hồ mừng thầm và hét lớn tấn công vào thành trong phút chốc bọn quân phản loạn giống như thủy triều vậy không ngừng tiến vào trong thành trong lúc chiến đấu trên người long trấn tiêu nhận lấy nhiều vết thương và ông ta sắp chịu không nổi nữa rồi chính trong lúc cửu u quan sắp sửa bị công phá hoàn toàn thì từ phía xa có một đội quân với trang bị hiện đại họ đang hừng hực khí thế tiến về phía cửu u quan nguyên soái đứng đầu trên tay đang cầm một thanh kiếm khổng lồ long chủ Quan Hồng, Long Trấn Tiêu và những binh lính trấn giữ thành khi nhìn thấy Nguyên Soái đều vui mừng khôn xiết. Bởi vì vị Nguyên Soái dẫn đầu đội quân chính là hổ soái bảo vệ đứng đầu của Long Quốc, Lê Uy Long. Hàn Hồ và quân phản loạn của anh ta khi thấy sự xuất hiện của Lê Uy Long thì bất giác cảm thấy sợ hãi. Trước khi họ công phá thành công cửu U Quan thì Lê Uy Long đã đến rồi. chương 603 cứu được Long Chủ. Long Chủ đừng sợ, thần Lê Uy Long đến cứu ngài đây hổ xoái lê, cậu đến đúng lúc lắm, hãy mau tiêu diệt tên phản tạc hàn hồ này đi. Long chủ thấy Lê Uy Long xuất hiện bỗng chốc trở nên tỉnh táo hẳn ra. Thần tuân lệnh, Lê Uy Long nói. Một lúc sau, Lê Uy Long đã lãnh đạo đại quân tiến sát. Khi chỉ còn cách quân địch khoảng 100 mét thì Lê Uy Long đã ra lệnh cho binh lính dừng lại, họ đã đứng đối mặt với quân phản loạn của Hàn Hồ. Lệ Uy Long cũng nhìn thấy Long Trấn Tiêu đang mặc chiến bảo đứng trên tường thành với nhiều vết thương trên người nhưng anh không hề bận tâm nhiều. Thân là binh lính của Long Quốc thì việc máu nhuộm chiến trường là chuyện bình thường thôi. Cho dù Long Trấn Tiêu là bố ruột của anh nhưng trong lòng anh cũng chỉ xem ông ta như một binh lính của Long Quốc mà thôi. Từ khi anh và mẹ bị đuổi khỏi nhà họ Long một cách vô tình vào mười mấy năm về trước thì anh đã hận người nhà họ Long tận xương tủy, từ nay về sau cũng không nhận người bố Long Trấn Tiêu này nữa long trấn tiêu thấy con trai lê uy long của mình đến thì mặc dù trong lòng rất kích động nhưng ông ta vẫn không dám nhìn thẳng vào lê uy long bởi vì trong lòng ông ta cảm thấy có lỗi ánh mắt lê uy long lúc này dừng lại trên người tên phản đồ hàn hồ lê uy long bỗng chốc cảm thấy hơi khó xử bởi vì khi hai bên giao chiến súng đạn không mắt nên rất có thể sẽ giết nhầm long chủ nếu mình không dám nổi lửa về phía đó thì chỉ có thể chịu trận thôi làm sao có thể vừa tiêu diệt quân phản loạn vừa cứu được Long Chủ đây? Hổ soái chúng ta không thể khai hỏa về phía Hàn Hồ nhưng anh có thể lợi dụng uy danh của mình khiến quân phản loạn sợ hãi và chủ động đầu hàng. Hà Ngọc Lan lúc này đang đứng bên cạnh Lê Uy Long khẽ nhắc nhở. Lê Uy Long nghe xong bèn bừng tỉnh và nói nhỏ, không ngờ cô cũng khá thông minh đấy, tôi sẽ thử xem. Các binh sĩ ở phía đối diện, hãy nghe cho kỹ. Các cậu là những chàng trai tốt của Đại Long Quốc của ta, nhưng chủ tướng Hàn Hồ của KCC cậu muốn phản quốc đi theo địch, KCC cậu quân lệnh không được làm trái, chỉ có thể đi theo làm phản. Chỉ cần các cậu có thể dừng cương trước bờ vực, tôi đảm bảo không giết cậu. Lệ Uy Long vừa nói xong, toàn bộ đều im lặng. Trong số những làm phản này, nhiều người thực sự không muốn làm phản. Tuy nhiên, họ đều là lính của Hàn Hồ, chỉ có thể làm theo lệnh của Hàn Hồ. Chúng ta biết rằng các cậu là lính của Hàn Hồ, Mệnh lệnh của Hàn Hồ các cậu không dám không tuân theo. Bây giờ tôi lấy thân phận hổ soái bảo vệ đệ nhất của nước Long quốc tuyên bố, Hàn Hồ đã không còn là chiến tướng bốn sao của đại Long quốc chúng ta. Đó là một kẻ phản bội đáng xấu hổ, tất cả mọi người đều có thể trừng phạt. Quân phản loạn nghe Lê Uy Long nói vậy, bắt đầu nghị luận sôi nổi, tiếng người nói ồn ào. Hàn Hồ trở nên lo lắng, anh ta vốn tưởng rằng mình có được binh lực là ưu thế tuyệt đối nhưng lại không ngờ rằng Lê Uy Long lại dùng đòn đánh vào lòng người. Phản quân bắt đầu dối rắm không biết nên nghe ai, nên tin tưởng ai. Phản quân quân tâm đã loạn, Hà Ngọc Lan, đợi lát nữa ta phụ trách ám sát Hàn Hồ, cô dẫn dắt một đội binh mã, phụ trách giải cứu Long Chủ. Lê Uy Long nói với Hà Ngọc Lan. Vâng, Hà Ngọc Lan lập tức nhận mệnh. Hàn Hồ nhìn thấy binh mã của mình đã mất khống chế, có xu hướng lâm trận phản chiến, vội vàng hô lớn bắn tiêu diệt đội quân của lê uy long bắn mau bắn đi hãy nổ súng ngay lập tức và tiêu diệt chúng mỗi người lính nhìn nhau nhưng vẫn không nổ súng lê uy long nhìn thấy thời cơ đã đến lập tức cầm tiểu thính vũ lâu bay về phía hàn hồ hàn hồ và một nhóm phản quân nhìn thấy lê uy long tự mình xông tới tất cả đều bị sốc họ rút súng và bắn vào lê uy long Người của Lê Uy Long không ngờ rằng Lê Uy Long một mình lao vào trận địa của địch, tất cả đều ngạc nhiên. Hiện tại trong chiến tranh, làm gì có chủ soái sung phong đi đầu, tự mình ra trận giết giặc. Khi Lê Uy Long đã cách hàn hồ chưa đầy 30 mét, ngay lập tức sử dụng chiêu thứ hai của hiên viên cửu kiếm, người kiếm hợp nhất. Phập, hàn hồ mở to mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều hoảng sợ không ai nghĩ rằng Lê Uy Long lại có thể ám sát Hàn Hồ nhanh chóng như vậy. A à, hát, hát, hát tiếng hét thất thanh lần lượt vang lên, các phản tướng chuẩn bị bắn vào Lê Uy Long lần lượt ngã xuống. Các phản tướng đang nắm giữ Long Chủ, nhìn thấy Hàn Hồ đã chết, và một số phản tướng cũng đã bị giết, tất cả hoảng sợ, ngây ngẩn cả người. Long Chủ, cuối cùng đã được giải cứu. Long Chủ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, làm ngài hoảng sợ, xin ngài giáng tội. Lê Uy Long, Hà Ngọc Lan và những người lính của tiểu đội tập kích đều quỳ gối, Đồng Thanh nói: "Trung ái khanh bình thân, các cậu dẹp loạn, cứu giá thành công, chấm sẽ trọng thưởng." Long chủ nói: "Tạ Long chủ." "Long chủ, những kẻ phản tướng đó xử trí thế nào?" Lê Uy Long hỏi Long chủ. "Tử hình tại chỗ, không giữ lại một ai." Long chủ nói. "Long chủ, xin tha mạng." "Long chủ, xin tha mạng." "Long chủ, xin tha mạng." những kẻ phản tướng sắp chết, không ngừng than khóc. Bùm bùm bùm, loạt tiếng súng vang lên, những kẻ phản tướng lần lượt ngã xuống đất. chương 604 thả người. Thả hết bọn họ ra đi, Long Chủ nói. Long Chủ, đây là những kẻ phản loạn đi theo hàn hồ phản bội quốc gia chạy theo hàng ngũ địch, chẳng những đã giết rất nhiều tướng sĩ của chúng ta, mà còn dám ép buộc ngài, không thể giữ lại được. Long Trấn Tiêu nói. Vừa nãy chấm đã mở miệng rồng, đưa ra quyết định không giết bọn họ Chấm là vua của một nước vua không nói chơi không thể nói một đằng làm một nẻo được long chủ nói long chủ nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình tất cả ngự lâm quân của chúng ta đều chết trong tay đám quân phản loạn này nếu ngươi tha cho bọn họ phải ăn nói thế nào với những anh em ngự lâm quân đã chết đi nếu không giết những tên phản loạn này sau này sẽ có rất nhiều người bắt trước theo bọn họ lúc này quan hồng cũng nói bọn họ vì tên phản tặc hàn hồ cho nên mới tạo phản quân lệnh khó trái bản thân không tự quyết định được cho nên mới đi theo làm phản bọn họ là người vô tội long chủ nói đám phản loạn nghe thấy long chủ lên tiếng bênh vực mình cả đám đều vô cùng cảm động cũng cực kỳ xấu hổ long chủ vừa nãy khi ngươi đồng ý không giết những kẻ phản loạn này bọn họ cũng không ngay lập tức lựa chọn đứng về phía trận doanh của chúng ta mà còn đang do dự vì vậy có thể thấy được lập trường của những kẻ phản loạn này không kiên định, thật sự không thể giữ lại được. Long Trấn Tiêu nói, mặc dù bọn họ không đứng về phía trận doanh của chúng ta, nhưng khi Hàn Hồ ra lệnh cho họ nổ súng, bọn họ cũng không làm vậy với phía binh mã của Lê Hổ Soái bên kia. Nếu vừa nãy bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Hàn Hồ, nổ súng tấn công binh mã của Lê Hổ Soái, chắc chắn Lê Hổ Soái không thể nào dẹp yên được trận nội loạn này. Do đó có thể thấy được, bọn họ vẫn đáng được tha thứ. 100.000 quân tướng làm phản, nếu giết hết tất cả bọn họ, thật sự là máu chảy thành sông, chấm không thể nào làm ra những chuyện cực kỳ bi thảm như vậy được. Đám quân phản loạn này đi theo hàn hồ phản bội quốc gia chạy sang hàng ngũ địch, tàn sát nhiều tướng sĩ Long Quốc như vậy. Thật ra Long Chủ cũng đã từng nghĩ đến việc muốn giết sạch tất cả những quân phản loạn này, nhưng mà quân phản loạn có đến 100.000 người, mà binh lực bên cạnh mình lại không đến 50.000, nếu quả thật phải giết sạch tất cả bọn họ ngộ nhớ bọn họ phải xảy ra làm phản lần nữa, thì sẽ không thể nào khống chế được tình hình. Mà đám quân phản loạn kia nghe thấy Long Chủ lại có thể gỡ tội cho bọn họ, đều cảm thấy không còn chỗ dung thân. Long Chủ, chúng ta làm ra chuyện phản bội Đại Long Quốc, phản bội ngươi, thật sự là tội không thể tha thứ, ngài vẫn nên ra lệnh giết chúng ta đi. Một binh lính làm phản nói. Đúng, chúng ta phản bội Đại Long Quốc, giết vô số tướng sĩ Đại Long Quốc, tội đáng chết muôn lần, không giết không đủ để dẹp yên sự cam phản hồ mọi người, vẫn nên giết chúng ta đi. Một binh lính làm phản cũng lên tiếng. Chúng ta tội đáng muôn chết, xin long chủ giáng tội, giết chúng ta đi. Một trăm nghìn quân phản loạn quỳ xuống mặt đất, cùng đồng thanh kêu lên. Long chủ ngài nhìn xem, bọn họ cũng tự biết bản thân mình mang tội, tự nguyện xin nhận tội, giờ phút này không giết, còn đợi đến bao giờ. Long chấn tiêu lại nhân cơ hội này nói ra. Tương sĩ ở cửu u quan của ông ta chết mất quá nửa, tất cả đều do đám quân phản loạn này ban cho, ông ta đương nhiên căm hận những quân phản loạn này đến tận xương tủy. Long đại nhân nói đúng, những quân phản loạn này tội ác tày trời, nếu bây giờ không giết, sao có thể khiến người ta tin phục được chứ? Long chủ, giết hết tất cả bọn họ đi, Quan Hồng cũng khuyên bảo. Ngự lâm quân của hắn ta cũng bị giết sạch toàn quân, cũng là do những quân phản loạn này giết chết hắn ta đương nhiên cũng căm hận đám phản loạn này đến tận xương tủy. Long chủ, tướng sĩ dưới trướng mặt tướng, quá nửa đều chết trong tay đám quân phản loạn này. Nếu không giết đám quân phản loạn này, làm sao an ủi những tướng sĩ đã chết đi được chứ? Một tướng sĩ khác cũng nói, thuộc hạ của hắn ta liên tục chiến đấu, đã thương vong quá nửa, hắn ta đương nhiên cũng cho rằng phải giết đám quân phản loạn này đi. Long chủ bắt đầu khó xử, đành phải hỏi xin ý kiến của Lê Uy Long, Lê Hổ Soái, người cảm thấy nên xử trí đám quân phản loạn này như thế nào. Lệ Uy Long cũng cảm thấy khó khăn, dựa vào những gì mà đám quân phản loạn này đã làm, lẽ ra nên giết chết, nhưng mà 100.000 quân phản loạn, cùng giết một lúc cũng không tránh khỏi thật sự quá đáng tiếc. Ngộ nhỡ làm không tốt, đám quân phản loạn này lại hăng hái chống lại, hoàn toàn không có cách nào khống chế bọn họ. Lệ Uy Long suy nghĩ một lát, nghĩ ra một cách khá là trung hòa, nói, "Long chủ Bây giờ bốn phía Đại Long quốc đều đang gặp kẻ địch, đúng vào lúc cần dùng người. Đám quân phản loạn này sở dĩ làm phản, cũng là do bản thân không thể tự quyết định được, chúng ta có thể phái họ đến tiền tuyến, để bọn họ giết địch trên chiến trường, lập công chuộc tội. Long chủ nghe Lê Uy Long nói xong, lập tức tỏ vẻ đồng ý, Lê hổ soái nói cực kỳ có lý, cứ để bọn họ giết địch trên chiến trường, lập công chuộc tội đi. Đúng lúc này, một tướng lĩnh Cửu U cực kỳ nhanh nhẹn chạy đến hét to, báo. Đằng trước đột nhiên xuất hiện một nhánh quân địch mấy chục nghìn người của sư quốc, đang chậm rãi tấn công về phía cửu U Quan. chương 605 để họ lập công chuộc tội. Nhánh quân địch sư quốc này nhất định là 50.000 binh lực do Hàn Hồ Cầu xin đến viện trợ. Long chủ nói, lúc trước khi hắn bị bắt làm tù binh, vẫn luôn bị Hàn Hồ dẫn theo bên cạnh, đã nghe thấy Hàn Hồ đề nghị sư quốc bên kia đưa 50.000 binh lực tương trợ, cho nên đoán quân địch đang chạy về phía cửu U Quan lúc này, chính là quân của Sư Quốc. Long chủ, nhánh quân địch này đến rất đúng lúc, vừa vặn để cho đám quân phản loạn này lập công chuộc tội, giết địch trên chiến trường. Lê Uy Long nói. Được, Long chủ nói. Long chủ, tuyệt đối không thể. Long chấn Tiêu đột nhiên ngăn lại. Long đại nhân, để cho bọn họ lập công chuộc tội, có gì mà không thể. Long chủ hỏi. Để cho đám phản loạn này ra chiến trường, ngộ nhớ bọn họ thật sự đi nương nhờ quân địch, liên kết với quân địch tấn công chúng ta thì làm sao bây giờ? Long Trấn Tiêu nói, đúng, Long Chủ, để đám quân phản loạn này ra trận giết địch, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Nếu bọn họ thừa cơ hội này chạy sang hàng ngũ địch, 100.000 quân phản loạn lại thêm 50.000 quân địch nữa, tổng cộng đã có 150.000 quân rồi, chúng ta mới chỉ có 50.000 binh mã, quân địch đông gấp 3 lần chúng ta, chúng ta hoàn toàn không thể chống đỡ lại được. Triệu Huấn Minh nói. Long chủ lập tức im lặng, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ngộ nhớ thật sự xuất hiện tình huống này, hậu quả khó lường trước được. Long chủ, xin cho chúng ta một cơ hội lập công chuộc tội. Long chủ, chúng ta sẽ không chạy sang hàng ngũ địch, chúng ta chỉ muốn ra chiến trường giết địch. Long chủ, xin ngài tin tưởng chúng ta, chúng ta chỉ muốn chết trên chiến trường, lấy cái chết nhận tội. Tương sĩ dưới trướng Hàn Hồ đều dối giết xin đi chiến đấu lê hổ soái người thấy thế nào long chủ khó mà quyết định được đành phải hỏi xin ý kiến của lê uy long long chủ dùng người thì không nghi ngờ đã nghi ngờ thì không dùng người theo ta thấy tướng sĩ dưới trướng hàn hồ thật lòng muốn ra chiến trường giết địch không bằng cho bọn họ một cơ hội đi lê uy long nói lê hổ soái nhưng nên có lòng đề phòng người người nhẹ dạ cả tin đám quân phản loạn này như vậy sẽ phải trả giá nặng nề đấy long trấn tiêu tức giận nói tuy rằng Lệ Uy Long là con trai ông ta, nhưng mà Lê Uy Long là hổ soái hộ quốc đầu tiên của Đại Long Quốc, bây giờ đang ở trên chiến trường, ông ta cũng không thể không gọi con trai mình một tiếng Lê Hổ soái Long Trấn Tiêu, người quá đa nghi rồi, những binh lính này của Hàn Hồ này sở dĩ làm phản, đó là vì Hàn Hồ phản bội, bọn họ không thể không đi theo làm phản. Bây giờ Hàn Hồ đã chết rồi, quân địch lại đúng lúc xuất hiện, đúng là lúc cho bọn họ cơ hội lập công chuộc tội, hẳn nên để bọn họ ra chiến trường giết địch chứng tỏ lòng trung thành của họ lê uy long nói không cần tranh cãi nữa ý trẫm đã quyết rồi để tướng sĩ dưới trướng hàn hồ có một cơ hội lập công chuộc tội ra chiến trường giết địch long chủ nói tạ ơn long chủ tướng sĩ dưới trướng hàn hồ cùng đồng thanh nói long chủ mong hãy cân nhắc một khi đám quân phản loạn này liên kết với quân địch của sư quốc có thể tất cả chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này hôm nay Long Trấn Tiêu vẫn đang tiếp tục khuyên bảo. Long Đại Nhân không cần khuyên nữa, Lê Hổ Soái nói không sai, dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người. Nếu chấm đã lựa chọn tin tưởng bọn họ, thì không nên đắn đo suy nghĩ nữa. Long Chủ nói, Long Chủ, nếu ngươi nhất định phải cho bọn họ ra chiến trường, vì thần có một đề nghị. Long Trấn Tiêu thấy lời khuyên của mình không có kết quả, chỉ đành lựa chọn thỏa hiệp. Long Đại Nhân có đề nghị gì, cứ nói đừng ngại. Long chủ nói, vì để đề phòng nhất thời, vì thần cảm thấy, không thể để bọn họ lái xe tăng, xe bọc thép ra trận được, chỉ có thể đeo súng sông vào trận địa của địch. Một khi bọn họ phản bội, chúng ta vẫn còn có xe tăng, xe bọc thép, cũng có thể chống lại quân địch. Long Trấn Tiêu nói, Long Đại Nhân, người bảo bọn họ chỉ đeo súng ra trận liều mạng với quân địch trang bị kỹ càng, không thể nghi ngờ là bảo bọn họ lấy trứng trọi đá, đẩy bọn họ vào chỗ chết. Long Chủ nói, Long Chủ, đây cũng là cách bất đắc sĩ thôi. Nếu để bọn họ trang bị vũ khí hạng nặng, ngộ nhỡ họ quay đầu đánh ngược lại chúng ta, chúng ta hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Long Trấn Tiêu nói. Lúc này, Lệ Uy Long nói, Long Chủ, mà tướng có một kế, có thể thoải mái phá địch. Lê Hổ Soái, người có kế hay gì phá địch, mau mau nói ra. Long Chủ hỏi. Đám quân địch sư quốc này vốn dĩ trước tiên chính là muốn viện trợ Hàn Hồ, chúng ta có thể tương kế tự kế, để cho tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ giả vờ đi theo quân địch, sau đó giết lại quân địch trở tay không kịp. Lê Uy Long nói, ồ, làm thế nào giết quân địch trở tay không kịp, mời Lê Hổ Soái nói kỹ càng một chút. Long chủ hỏi, là để đám quân phản loạn này không mang theo vũ khí hạng nặng, vũ khí nhẹ ra chiến trường, sau khi hội họp với quân địch xong, thừa dịp bất ngờ, triển khai đánh giáp lá cả với quân địch. Lê Uy Long nói, chương 606 kế hay. Kế này của Lê Hổ Soái rất hay, nhưng mà bây giờ Hàn Hồ đã chết rồi, không có ai dẫn đội, quân địch có thể vạch trần được bọn họ giả vờ đầu hàng hay không?" Long chủ nói. "Đây thật sự là một vấn đề, phải cẩn thận suy nghĩ." Lê Uy Long nói. "Nhưng mà, bây giờ quân địch đã đến gần rồi, không có thời gian suy nghĩ đâu. Nếu không để cho quân lính dưới trướng Hàn Hồ mang theo cả ta đi giả vờ đầu hàng, như vậy quân địch cũng sẽ không nghi ngờ nữa." Long chủ nói. Long Chấn Tiêu nghe vậy, vội vàng nói: "Long chủ, ngọc thể đáng giá nghìn vàng, vất vả lắm mới thoát khỏi nguy hiểm, không thể lại tự đặt mình vào nguy hiểm lần nữa. Vì có thể phá địch mà chỉ trả một cái giá thấp nhất, chấm không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con chứ?" Long chủ nói: "Long chủ, chuyện này tuyệt đối không thể đâu. Ngộ nhớ quân phản loạn thật sự bắt ngươi chạy sang hàng ngũ địch, hậu quả sẽ khó mà lường trước được." nếu muốn cứu được ngươi ra khỏi tay quân địch sẽ lại khó càng thêm khó long trấn tiêu nói thế này cũng không được thế kia cũng không được làm sao chúng ta phá địch được chứ người làm chuyện lớn phải có can đảm nên có mà không phải sợ bóng sợ gió long chủ vì thàn hồng có một ghế có thể phá địch được long trấn tiêu nói long đại nhân có kế gì hay để phá địch mau nói long chủ nói ta là tướng bảo vệ đóng ở cửu u quan có thể để cho quân đội dưới trướng của hàn hồ áp giải ta đi về phía quân địch làm như vậy có thể chế tạo biểu hiện giả dối việc cửu u quan bị quân phản loạn đánh tan ta bị bắt giữ làm tù binh khiến quân địch mất cảnh giác long trấn tiêu nói long chủ nghe vậy kinh ngạc hỏi chẳng lẽ long đại nhân không sợ quân đội của hàn hồ thật sự áp giải ngươi chạy sang hàng ngũ địch sao ngay cả long chủ còn không sợ ta thân là thần tử còn sợ gì nữa chứ long chủ vừa nãy nói rất đúng người làm đại sự phải có can đảm nên có mà không phải sợ bóng sợ gió long trấn tiêu nói nhưng mà bản thân ngươi đã bị thương nặng không hợp tiếp tục ra trận giết địch nữa long chủ thấy toàn thân long trấn tiêu nhiều chỗ đã bị thương máu đã nhuộm áo bảo rồi thật sự không đành lòng lại để ông ta mang theo vết thương đi chiến đấu thêm nữa chút vết thương nhỏ này của vi thần không tính là gì hết bây giờ đúng là lúc ta giết địch đền ơn nước xin long chủ ngài cho ta một cơ hội long trấn tiêu nói được long đại nhân bằng lòng thay chấm đi vào hang hổ sự trung dũng này khiến chấm vô cùng cảm động nếu như có thể thành công phá được quân địch nhất định phải ghi nhớ công lớn của long đại nhân long chủ quân địch xâm phạm vi thần thân là tướng bảo vệ của cửu u quan đây là chuyện vi thần phải làm không dám kể công long trấn tiêu nói vừa nãy long đại nhân quyết chiến với quân phản loạn của hàn hồ ở cửu u quan đã lập được chiến công hiển hách chấm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi lần này lại tự đưa mình vào nguy hiểm vào sâu trong hang hổ nhất định phải chú ý an toàn chấm đợi người chiến thắng trở về long chủ nói long chủ xin yên tâm vi thần nhất định sẽ bình an quay về long trấn tiêu nói lúc này quan hồng cũng nói long chủ ta cảm thấy chỉ để cho long đại nhân đi về phía quân địch cũng chưa chắc để cho quân địch thả lỏng mất cảnh giác được quan giáo đầu ngươi lại có ý kiến sáng suốt gì long chủ hỏi Ta cảm thấy ta cũng có thể cùng đi, Quan Hồng nói. Tại sao, Long chủ hỏi. Vì quân địch đã biết ta và ngươi đều rơi vào trong tay quân phản loạn rồi, bây giờ ngươi không thể đi về phía trước, nếu ngay cả ta cũng không đi, quân địch nhất định sẽ sinh ra nghi ngờ. Quan Hồng nói, ý của ngươi là để cho quân lính dưới chướng hàn hồ áp giải cả ngươi đi về phía trước, hợp hợp với quân địch sao? Long chủ hỏi, đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể để cho quân địch thả lỏng cảnh giác, giết địch đến mức trở tay không kịp. Quan Hồng nói, được, quan giáo đầu nhất định phải cẩn thận, chấm đợi người quay về xây dựng lại ngự lâm quân. Long chủ cũng đồng ý với đề nghị của Quan Hồng. Xin Long chủ yên tâm, kẻ hèn này nhất định sẽ bình an trở về. 100.000 người của chúng ta triển khai tấn công 50.000 người của đối phương, nhất định thắng lợi không thể nghi ngờ. Quan Hồng nói, lúc này, Long chủ nói với một trăm nghìn tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ, không phải các người muốn lấy công chuộc tội sao? Bây giờ giây phút kiểm tra các người đã đến rồi, chấm ra lệnh cho các ngươi áp giải Long đại nhân và quan giáo đầu đi về phía trận địa của quân địch ở đằng trước giả vờ đầu hàng, đợi đến khi tiếp cận được quân địch, đánh cho kẻ địch trở tay không kịp. Long chủ nói, giả, dạ, quân lính của Hàn Hồ cùng đồng thanh kêu lên, ra trận đi, miễn là các người có thể anh dũng giết địch, đánh bại quân địch, tội mà các ngươi đã phạm chấm có thể xóa bỏ hết toàn bộ, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Long chủ nói, tạ ơn Long chủ, tương sĩ dưới chướng hàn hồ lại cùng đồng thanh kêu lên. Lần này giả vờ đầu hàng, đột phá quân địch, các người phải nghe theo lời chỉ huy của Long Đại Nhân, tất cả đều do Long Đại Nhân quyết định. Long chủ nói, Dạ, tương sĩ dưới chướng hàn hồ lại cùng đồng thanh kêu lên. Vì vậy, binh lính lập tức bắt đầu đi về hướng ra ngoài cửu U Quan. Long Trấn Tiêu, Quan Hồng giả vờ làm tù binh, đi theo đám người dưới trướng Hàn Hồ, cùng đi về phía quân địch. Mặc dù Lê Uy Long oán hận Long Trấn Tiêu sâu sắc, nhưng mà thấy Long Trấn Tiêu bản thân bị thương nặng vẫn cam lòng tự nguyên giả vờ làm tù binh, đi theo tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ ra trận, trong lòng hắn ta không hiểu sao cũng cảm thấy hơi xúc động. Bị nghĩa lớn của Long Trấn Tiêu làm cho cảm động. Đồng thời, cũng không kiềm được hơi lo lắng đến sự an nguy của ông ta. Bởi vì, hắn ta biết rõ lần này Long Trấn Tiêu tiến sâu vào hang ổ giết địch, nguy hiểm vô cùng, đó là nói thập tử nhất sinh, vô cùng có khả năng một đi không trở lại. Nói thế nào Long Trấn Tiêu cũng vẫn là cha ruột của hắn ta, mặc dù hắn ta hận Long Trấn Tiêu năm đó máu lạnh vô tình, nhưng lại không hề hy vọng ông ta chết đi. Giờ phút này, trong mắt Lệ Uy Long, Long Trấn Tiêu không phải là cha ruột của anh ta, mà là một tướng sĩ Long Quốc sắp phải đi vào chỗ chết. Trường 607 mọi sự sắp xếp, đối với những tướng sĩ Long Quốc có trí lớn, hắn ta vẫn luôn kính trọng. Long chủ, vì muốn dùng cái giá càng nhỏ hơn nữa để tiêu diệt quân địch, chúng ta có thể dùng đại pháo bắn vào phía sau quân địch, phối hợp với tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ chiến đấu. Lệ Uy Long nói, được, những chuyện này giao cho người sắp xếp là được rồi. Long chủ nói, dạ, Lệ Uy Long nhận lệnh, lập tức đi sắp xếp. Lệ Uy Long cho binh lính của mình nhấc đại pháo lên đặt ở mặt ngoài cửa U Quan, điều chỉnh vị trí thật chính xác. Lúc này, một nhánh 50.000 binh mã của sư quốc đến viện trợ Hàn Hồ đã cách cửu U Quan không đến một cây số nữa. Sau đó, tướng sĩ quân địch thấy binh mã dưới trướng Hàn Hồ chậm rãi đi ra khỏi cửu U Quan. Tướng bảo vệ Long Trấn Tiêu của cửu U Quan và thủ lĩnh ngự lâm quân Quan Hồng đều bị áp giải đằng trước. Vì số lượng đông đúc, tuy quân địch không nhìn thấy Long Chủ và Hàn Hồ, nhưng mà nhìn thấy tướng giữ thành của cửu U Quan đã trở thành tù binh, còn tưởng rằng cửu U Quan đã bị Hàn Hồ đánh sập rồi. Vì vậy, quân địch sư quốc cũng không thể nghi ngờ gì nữa, cho rằng Long Chủ và Hàn Hồ cũng ở trong đám người này. Dù sao số lượng quá đông, hơn nữa sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, cũng không thể nhìn rõ cho lắm. Binh mã dưới chướng Hàn Hồ thuận lợi đi thẳng về phía trước, cũng không hề bị quân địch ngăn cản. Khi còn cách quân địch chưa đến 100 mét nữa, quân địch mới phát hiện ra Long Chủ và Hàn Hồ không có mặt trong đám người đứng lại, Hàn Hồ và Long chủ của các ngươi đâu? Chủ tướng quân địch phát hiện có chuyện không ổn, lập tức hét to. Hàn tướng quân và Long chủ ở đằng sau, một tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ nhanh trí đáp lại. Chủ tướng quân địch tin là thật, cho tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ tiếp tục tiến lên. Khi đi đến vị trí chỉ còn cách quân địch khoảng 50 mét, một phó tướng của quân địch lại phát hiện có chuyện không ổn, nói tướng quân, tình hình không ổn lắm. Có gì không ổn, tướng lĩnh quân địch hỏi, theo lẽ thường mà nói những binh mã của Long Quốc này hẳn phải do Hàn Hồ tự mình dẫn quân mới được nhưng mà lúc này lại chẳng nhìn thấy tăm hơi Hàn Hồ đâu cả Long chủ của Long quốc cũng không ở trong đó có thể là cái bẫy đấy Phó tướng quân địch nói Chủ tướng quân địch chợt tỉnh ngộ hét to về phía binh mã dưới trướng Hàn Hồ đứng lại không được đến gần hơn nữa bảo Hàn Hồ dẫn Long chủ của các ngươi đi ra đằng trước đi Long Trấn Tiêu thấy bây giờ đã cách quân địch chưa đến 50 mét mà quân địch cũng đã phát hiện ra sơ hở, không thể tiếp tục lừa gạt quân địch được nữa, quyết định nhanh chóng hét to một tiếng, giết. Theo mệnh lệnh của Long Trấn Tiêu, tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ lập tức khí thế như rời núi lấp biển, xông về phía trận địa quân địch. Long Trấn Tiêu và Quan Hồng đều sung phong dẫn đầu, xông lên ngay đầu tiên. Tướng sĩ chạy đầu tiên lại càng không ngừng nổ súng bắn về phía quân địch. Quân địch hoàn toàn không ngờ những binh mã của Hàn Hồ này lại đột nhiên xông đến, hơn nữa còn sung phong nổ súng trước, nhất thời bị đánh cho trở tay không kịp. Quân địch trước mặt đều dối giết chúng đạn ngã xuống đất. Đợi đến khi quân địch kịp phản ứng lại, Long Trấn Tiêu đã dẫn đầu tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ đánh giết vào sâu trong trận địa quân địch. Một trăm tướng sĩ, đông đúc rậm rạp, liên tục không ngừng sông về phía trận địa quân địch, như thủy triều mãnh liệt dâng trào, khí thế hào hùng. Quân địch chỉ có binh lực 50.000, mà dưới trướng Hàn Hồ có đến 100.000 binh lực, gấp đôi quân địch, chiến đấu ở cự ly gần, về mặt số lượng hoàn toàn chiếm được ưu thế. Hơn nữa, vì trước đó tướng sĩ dưới trướng Hàn Hồ đi theo Hàn Hồ làm phản nên tự biết mình tội nghiệt nặng nề, bây giờ cũng tự thấy xấu hổ, từ đó dũng cảm hơn, cả đám người như sói như hổ, hăng hái quên mình. Bọn họ đều muốn chết trận nơi chiến trường, lấy cái chết để tạ tội. Binh lực quân địch vốn dĩ đã ở thế yếu, mà Long Quốc chẳng những ưu thế về số lượng, hơn nữa các tướng sĩ đều thấy chết không sơn, anh dũng giết địch, về khí thế đã hoàn toàn áp đảo quân địch. Ngõ hẹp gặp nhau người dũng cảm hơn sẽ chiến thắng, quân địch hoàn toàn không thể chống đỡ được. Cho dù quân địch có vũ khí hạng nặng, nhưng mà chiến đấu ở khoảng cách gần như vậy, cũng không có cách nào phát huy được tác dụng. Bắn pháo, Lệ Uy Long thấy cơ hội đã đến, lập tức ra lệnh bắn pháo. Trong phút chốc, 10.000 pháo bên trong cửa U Quan đều bắn ra cùng một lúc rầm 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 đạn pháo không ngừng rơi xuống trận địa quân địch nổ cho quân địch người ngã ngựa đỏ máu thịt văng tung tóe 50.000 quân địch nhanh chóng quân lính tan rã người bị thương đã bị thương người chết đã chết sau khi bắn pháo một lượt lệ uy long lại ra lệnh ngừng bắn bởi vì long trấn tiêu và quan hồng lúc này đã dẫn đầu các tướng sĩ dưới chướng hàn hồ chém giết hỗn loạn với quân địch nếu còn tiếp tục bắn pháo sẽ lỡ tay tổn thương đến người một nhà chương 608 xông lên. Tất cả cùng tôi xông lên, tiêu diệt quân địch. Lệ Uy Long cầm thần kiếm tiểu thính vũ lâu, tức giận gầm lên, dẫn đầu đoàn người ra khỏi cửu u quan, chạy về phía kẻ địch. Đoàn hổ bôn, bộ đội thuộc sở hữu của Triệu Huấn Minh cùng hai đội quân của Trương Minh Lương, nhanh chóng theo sau Lê Uy Long, khí thế vô cùng mạnh mẽ lao về phía kẻ thù. Hà Ngọc Lan cũng ở trong đó, cô ấy vẫn luôn sát cánh bên cạnh Lê Uy Long. Quân địch vừa rồi bị tấn công mạnh mẽ một phen, đã thương vong hơn một nửa, vốn dĩ quân lính đã tan rã rồi, lại bị Lê Uy Long dẫn hơn 150 triệu quân gia nhập vào chiến đấu, cộng thêm 300 triệu quân số của Hàn Hồ, quân số tổng cộng là 450 triệu quân, quân số còn lại của địch bị giết đến mức gào khóc thảm thiết, hoàn toàn không thể chống đỡ lại được. Long chủ Long Quốc đứng ở trên cửa u quan quan sát cuộc chiến, nhìn thấy quân địch đánh sâu vào trong Long Quốc, rồi rất nhanh thì binh bại như núi đổ, Lê Uy Long gia nhập vào trận chiến, tất cả quân số đương nhiên đều đồng nhất nghe theo sự chỉ huy của anh. 300 triệu quân số của Hàn Hồ, cộng thêm 105 triệu quân số của Lê Uy Long, tổng cộng 450 triệu quân số dễ dàng đuổi giết quân địch. Lúc này, ở trên tiền tuyến phía Bắc, quân địch nước Sư Quốc cuồn cuộn không ngừng tiến công vào phòng tuyến thứ hai của phía Bắc Long Quốc. Hộ xoái chân Bắc Trường Minh Lương dẫn đầu chiến sĩ phía Bắc chiến đấu ngoan cường ở phòng tuyến thứ hai đẫm máu nhưng bởi vì đã điều động quân số của hai sư đoàn đến cứu Long Chủ Long Quốc nên thực lực có phần bị yếu đi. Mà quân chủ lực của quân địch nước sư quốc, viện quân của kẻ thù đang không ngừng tràn vào, tướng sĩ phía Bắc tuy chiến đấu hăng hái đẫm máu, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự tiến công áp đảo của quân địch. Hộ xoái, khí thế của quân địch quá mạnh mẽ, chúng ta thật sự không thể ngăn cản được, không bằng hãy từ bỏ phòng tuyến thứ hai, rút lui về phòng tuyến thứ ba thôi. Một người tướng lĩnh nhìn thấy tình thế không ổn, chạy lên khuyên Trương Minh Lương. Không được, chúng ta đã mất phòng tuyến đầu tiên, không thể lại rút lui thêm được nữa. Trương Minh Lương nói, nhưng quân địch có quá nhiều, lại có trang bị tốt, nếu cứ tiếp tục như thế, tất cả tướng sĩ phía Bắc của chúng ta sẽ rơi vào tình thế toàn quân bị diệt, chúng ta sẽ chết trận ở phòng tuyến thứ hai này. Tướng lĩnh nói, cho dù chúng ta lui về phòng tuyến thứ ba thì cũng chưa chắc có thể ngăn cản được quân địch, cho dù chúng ta phải chiến đấu đến người cuối cùng cũng phải cùng sống chết với phòng tuyến thứ hai trương minh lương kiên quyết nói hộ soái lê hộ soái đã đến phía bắc rồi thật ra chúng ta có thể lui về phòng tuyến thứ ba trước để giữ gìn quân lực sau đó đợi sau khi lê hộ soái đến cứu long chủ long quốc gia rồi nghĩ ra phương pháp tốt khác để phá quân địch tương lĩnh đó nói đừng nói nữa trong quá trình rút lui bị quân địch đuổi đánh thì thương vong sẽ càng nặng nề hơn chúng ta dù chết cũng phải chết trận ở tiền tuyến chứ không phải chết trên đường rút lui. Nếu anh còn dám tiếp tục khuyên rút lui nữa thì đó chính là hành động làm dao động lòng quân, nhất định sẽ giết không tha. Trương Minh Lương tức giận hét lên. Người tướng lĩnh đó thấy Trương Minh Lương kiên quyết phải cùng tồn vong với phòng tuyến thứ hai như thế, cũng không dám khuyên thêm nữa, chỉ đành chạy ra tiếp tục chiến đấu. Ngoài cửu U Quan, trải qua hơn một giờ chém giết, Lệ Uy Long dẫn đầu tướng sĩ Long Quốc tiêu diệt được được một đội quân 150 quân của nước sư quốc. Trận chiến này, thật sự là máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Hầu hết quân địch nước sư quốc đến tiếp ứng Hàn Hồ đều bị tiêu diệt, phần ít thì bị bắt làm tù binh, chỉ có một số ít người chạy trốn được trở về. Tướng sĩ Long Quốc lấy được thắng lợi với số lượng thương vong rất ít. Long chủ Long Quốc đứng trên tường cửu U quan quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu của trận chiến thấy tướng sĩ đội quân Hàn Hồ đều anh dũng giết địch, thấy chết cũng không sợ hãi thì trong lòng Long chủ Long Quốc thấy rất an ủi. Long Trấn Tiêu lại bị thêm mấy vết thương trong trận chiến nhưng ông ta vẫn cắn răng giữ vững, không để mình gục ngã. Lúc này trong trận chiến, Phi Hồng cũng bị thương, nhưng không đáng lo ngại. Báo, hộ xoái, tiền tuyến phía bắc có điện khẩn. Lúc này, một nhân viên cơ mật hét lớn chạy đến. chương 609 nhất định phải bảo vệ. Lê Uy Long đột nhiên có dự cảm không lành, vội nhận điện thoại. Tôi là Lê Uy Long. Lê Uy Long nói. Lê Hộ Soái, Long chủ Long Quốc đã được cứu ra chưa? Giọng của Hộ Soái Trấn Bắc Trương Minh Lương truyền đến. Trương Hộ Soái, Long chủ Long Quốc đã được cứu ra rồi, tên tướng phản bội Hàn Hồ cũng đã bị tôi giết rồi. Lê Uy Long nói. Tốt, cứu Long chủ Long Quốc ra rồi thì tốt, tôi biết Lê Hộ Soái ra trận thì chắc chắn sẽ thành công mà. Trương Minh Lương biết Long Chủ Long Quốc đã được cứu ra rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Long Chủ Long Quốc bị bắt làm tù binh ở địa bàn của anh ta, nếu có chuyện không may gì xảy ra, anh ta thật sự không thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Trương Hộ Soái, tình hình chiến đấu tiền tuyến thế nào rồi? Lê Uy Long nói, Lê Hộ Soái, tôi đang muốn cầu viện anh đây, bây giờ quân địch nước sư quốc đang mạnh mẽ không ngừng tiến công ồ ạt, bên tôi sắp không chống lại được nữa rồi. Trương Minh Lương nói, anh nhất định phải bảo vệ phòng tuyến thứ hai lê uy long nói nếu tiếp tục cố thủ như thế này có thể tướng sĩ phía bắc chúng tôi đều sẽ toàn quân bị diệt lê hộ soái anh có chiến lược phá địch nào không trương minh lương nói lê uy long suy nghĩ một chút rồi nói tôi sẽ dẫn theo quân đoàn dũng sĩ của tôi và hai quân đoàn của anh và tướng sĩ thuộc quân đội của hàn hồ từ cửu u quan lách đến hậu phương của kẻ thù rồi bất ngờ giết quân địch lê hộ soái đại khái anh phải mất bao nhiêu thời gian thì có thể lách đến hậu phương của quân địch. Trương Minh Lương nói, bây giờ tôi đang ở cửu U Quan, từ cửu U Quan lách đến hậu phương quân địch thì sẽ mất khoảng 5 tiếng đồng hồ để có thể đến được. Anh nhất định phải giữ vững được đến 5 tiếng nữa. Lê Uy Long nói, được, tôi chắc chắn có thể giữ vững được hơn 5 tiếng. Trương Minh Lương nói, tiếp đó, Lệ Uy Long nói, chỉ cần anh có thể thủ vững phòng tuyến thứ hai được 5 tiếng đồng hồ, thu hút được quân chủ lực của kẻ thù thì chúng ta có thể giành chiến thắng vì đánh bất ngờ đánh gọng kìm trước sau giết kẻ thù vào lúc bọn chúng trở tay không kịp một lần hành động tiêu diệt kẻ thù ở phòng tuyến thứ hai lê uy long nói tôi hiểu rồi tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ trương minh lương nói sau khi lê uy long cúp điện thoại đúng lúc long chủ long quốc đi đến hỏi lê hộ soái vừa rồi là ai gọi điện thoại đến vậy thưa long chủ long quốc là trương hộ soái gọi đến lê uy long nói tình hình bên long hộ soái thế nào rồi long chủ long quốc hỏi quân địch nước sư quốc không ngừng tiến công phòng tiến thứ hai phía bắc bên trương hộ soái đã rất nguy cấp sắp không thủ vững được nữa lê uy long nói lê hộ soái định phá địch như thế nào long chủ long quốc hỏi thưa long chủ long quốc tôi định dẫn đội quân dũng sĩ và hai đội quân của trương hộ soái cùng với quân đội thuộc quyền hàn hồ từ cửu u quan lách đến hậu phương quân địch đánh bất ngờ giết chết bọn họ lê uy long nói tốt đây đúng là kế hay chấm cùng đi với cậu long chủ long quốc nói long chủ long quốc ngài không thể đi lê uy long vội nói vì sao chấm không thể đi long chủ long quốc thắc mắc hỏi long chủ long quốc ngài là vua một nước không thể tùy tiện thâm nhập vào lòng địch được thứ chúng tôi phải đối mặt là binh lực áp đảo của nước sư quốc lúc này đi cùng hung hiểm vô cùng ngài không thể mạo hiểm bằng chính bản thân mình nữa lê uy long nói chấm không sợ chết, chấm muốn ngự giá thân trinh, khích lệ khí thế. Long chủ Long Quốc nói. Long chủ Long Quốc, ngài có chuyện quan trọng khác cần phải làm. Lệ Uy Long nói. Chấm còn chuyện gì quan trọng hơn ngự giá thân trinh để lên khu vực chiến đấu giết địch chứ? Long chủ Long Quốc hỏi. Bây giờ khu vực chiến đấu phương Bắc đã trống rỗng, ngài nên chấn giữ khu vực chiến đấu, điều động binh tướng, chứ không phải sông pha chiến đấu, nếu ngài ngự giá thân trinh thì ai sẽ chấn thủ khu vực chiến đấu phương Bắc đây? Lê Uy Long nói. Long chủ Long Quốc suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy lời của Lê Uy Long có lý, nói, được thôi, vậy chấm sẽ chấn giữ khu vực chiến đấu phương Bắc, phụ trách chuyện điều động. Vâng, bây giờ thời gian gấp gáp, việc này không nên chậm chế nữa, chúng ta lúc khác nói chuyện, tôi phải nhanh chóng dẫn đội quân lách đến hậu phương kẻ thù thôi. Lê Uy Long nói, được, chấm chúc mọi người mã đáo thành công, chiến thắng trở về. Long chủ Long Quốc nói. Lê Hộ Soái, tôi cũng sẽ theo anh đến tiền tuyến giết địch. Lúc này, Long Trấn Tiêu nói. Không được, trên người ông bị thương nặng, không thể theo đội quân chinh chiến nữa. Ông nên tiếp tục ở lại đây bảo vệ cửu U Quan. Lê Uy Long nói, anh không muốn Long Trấn Tiêu tiếp tục chinh chiến, không muốn để ông ta phải chết trận xa trường. Chút vết thương này không là gì cả, tôi muốn theo quân ra trận. Long Trấn Tiêu Kiên quyết nói tiếp. Đây là mệnh lệnh, cửu U quan nếu thất thủ thì quân địch sẽ tiến quân thần tốc, uy hiếp toàn bộ khu vực chiến đấu phương Bắc, Long Chủ Long Quốc sẽ gặp nạn lần nữa. Nhiệm vụ của ông quan trọng hơn việc lên khu vực chiến đấu giết địch. Lê Uy Long nói. Vâng, tuy Long Trấn Thiên là cha ruột của Lê Uy Long nhưng cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của Lê Uy Long. Lê Hộ Soái, vậy tôi thì sao? Tôi muốn theo anh ra trận. Lúc này, Triệu Dương cũng nói anh không thể ra trận, Long Chủ Long Quốc đang chấn giữ khu vực chiến đấu, anh phải đi cùng với Long Chủ Long Quốc để bảo vệ sự an toàn của Long Chủ Long Quốc. Lê Uy Long nói, vâng, Triệu Huấn Minh đương nhiên biết bảo vệ Long Chủ Long Quốc cũng rất quan trọng, chỉ đành phải tuân theo mệnh lệnh. Lúc này, Long Chủ Long Quốc nói với tướng sĩ đội quân dưới quyền Hàn Hồ. Các tướng sĩ, sự biểu hiện anh Dũng vừa rồi của các anh chấm đều nhìn thấy. Dựa vào sự giết địch anh Dũng trên khu vực chiến đấu, biểu hiện thấy chết không sợ vừa rồi của các anh, các anh đã lập công chuộc tội. Từ bây giờ, các anh không còn là phản quân nữa mà là tướng sĩ anh dũng của Long quốc tôi. Sai lầm của các anh đã được xóa bỏ. Chấm hy vọng các anh có thể tiếp tục tiến lên, đi theo Lê hộ soái tiếp tục anh dũng giết địch, thiết lập nên những thành công đáng kinh ngạc. Tướng sĩ dưới quyền Hàn Hồ nghe thấy Long chủ Long quốc nói vậy, sĩ khí dâng lên, cùng lên tiếng nói cảm ơn Long chủ Long quốc chúng tôi nhất định sẽ theo Lê Hộ Soái chinh chiến xa trường, giết kẻ thù đền ơn đất nước. Bởi vì thời gian gấp gáp, tiền tuyến nguy cấp nên Lê Uy Long không muốn phải lãng phí thời gian nữa, sơ thần kiếm tiểu thính vũ lâu trong tay lên, lớn giọng nói với toàn thể các tướng sĩ, các tướng sĩ, thời gian kiến công lập nghiệp, giết địch đền ơn đất nước đến rồi, theo tôi ra trận. chương 610 xoay chuyển tình hình Theo lệnh của Lê Uy Long, mấy trăm triệu tướng sĩ lập tức xuất phát, hàng người minh mông cuồn cuộn đi theo lê uy long ra trận đám người long chủ long quốc quan hồng long chấn tiêu triệu huấn minh đứng tại chỗ nhìn theo lê uy long dẫn theo mấy trăm triệu tướng sĩ rời đi trận chiến này của lê hộ soái liên quan đến tình hình chiến sự của phía bắc long quốc tôi nhất định phải chiến thắng quan hồng nói đúng vậy có thể xoay chuyển tình hình chiến sự phía bắc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trận chiến này của lê hộ soái triệu huấn minh nói Lê Hộ Soái là người có thể dùng một trận chiến quyết định đất nước, các cậu hãy yên tâm. Lê Hộ Soái chưa bao giờ để chấm phải thất vọng, Long chủ Long Quốc vô cùng tự tin nói. Long Trấn Tiêu nhìn thấy con trai của mình thống lĩnh thiên quân vạn mã tiến lên phá địch, hơn nữa nhận được sự tin tưởng và xem trọng như thế của Long chủ Long Quốc, trong lòng ông ta thấy vô cùng tự hào. Đồng thời cũng cảm thấy vô cùng áy náy đối với chuyện lúc đó đuổi mẹ con Lê Uy Long ra khỏi nhà họ Long. Nhưng, sai lầm lớn đã mắc phải, đã không thể sửa đổi nữa rồi, trên đời không có thuốc hối hận, bây giờ ông ta hối hận cũng vô dụng. Ông ta biết, con trai của mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nhà họ Long, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ta. Lúc này, Long chủ Long Quốc nói với Long Chấn Tiêu, Long đại nhân, cuộc chiến này ông lập được công lao hiển hách, chấm sẽ không bạc đại ông, đợi sau khi chấm trở về nhất định sẽ ban thưởng xứng đáng cho ông. Long chủ Long Quốc nói. Long chủ Long Quốc giết địch báo quốc là trách nhiệm của vi thần. Cuộc chiến vừa rồi có thể ngăn chặn được hàn hồ trong cửu u quan, có thể tiêu diệt hết kẻ thù xâm phạm của nước sư quốc đến đều dựa vào sự chiến đấu anh dũng của các tướng sĩ, vi thần không dám một mình nhận hết công lao. Long Trấn Tiêu nói, Long Đại Nhân yên tâm, chấm sẽ khen thưởng các tướng sĩ có công. Ông là tướng phòng thủ ở cửu u quan, mang theo vết thương chiến đấu cố thủ ở cửu u quan, sau đó lại thay chấm xâm nhập vào hang cọp, đánh bại kẻ địch nước sư quốc đến, chấm sẽ nhớ công lao lớn lao của ông." Long chủ Long Quốc nói. "Cảm ơn Long chủ Long Quốc." Long Chấn Tiêu vội cảm tạ. "Ông Long bình thân." Long chủ Long Quốc nói. "Long chủ Long Quốc, vì chuyện Hàn Hồ làm phản khiến ngài phải chịu cực khổ, ngài đã một đêm chưa ngủ, việc cần thiết bây giờ là hãy trở về Cửu U Quan nghỉ ngơi một chút đi." Long Chấn Thiên nói. "Không được, chấm phải trở về trấn giữ khu vực chiến đấu, không thể về Cửu U Quan nghỉ ngơi được." Long chủ Long quốc nói. Long chủ Long quốc, giữ gìn Long thể quan trọng hơn. Long Trấn Thiên nói. Bây giờ tướng sĩ phía bắc của tôi đều đang chiến đấu đẫm máu ở tiền tuyến, chấm còn ngủ được sao? Chấm phải nhanh chóng trở về chỉ huy trấn giữ khu vực chiến đấu phương Bắc. Long chủ Long Quốc nói. Long chủ Long Quốc, vậy ngài phải giữ gìn sức khỏe. Long Trấn Tiêu thấy Long chủ Long Quốc khăng khăng phải về khu vực chiến đấu cũng không dám khuyên thêm nữa. Ông Long, cửu u quan là chốt quan trọng, vừa rồi trận chiến đó đã làm tổn thất hơn một nửa tướng sĩ phòng thủ, chấm phải mau chóng điều động một số quân đội đến cho ông. Long chủ Long Quốc nói, bây giờ các tướng sĩ đều đã xông lên tiền tuyến rồi, còn có quân đội nào có thể điều động đến sao? Long Trấn Tiêu nói, quân đội do Hàn Hồ nắm giữ hơn 300 triệu quân, các cửa quan đều có quân đội của anh ta đang trông nom ở đó, bây giờ Hàn Hồ đã chết. Cấp dưới của anh ta chắc chắn không dám làm mưa làm gió nữa, nhất định sẽ trở về." Long chủ Long Quốc nói. "Long chủ Long Quốc nói rất đúng, Hàn Hồ đã chết, các thuộc cấp của anh ta biết được tin tức chắc chắn sẽ trở về quy thuận." Long Chấn Tiêu nói. "Nhanh chóng bình định nội loạn, tuyên bố tin tức Hàn Hồ đã chết, xem thử bọn họ có thái độ gì." Long chủ Long Quốc nói. "Vâng," Long Chấn Tiêu nhanh chóng sắp xếp người đi phát thông báo. "Tin tức phản quân Hàn Hồ đã chết," Long chủ Long quốc được cứu ra nhanh chóng truyền khắp cả Long quốc. Cuộc nổi loạn của Hàn Hồ chỉ trong vòng một đêm đã được dẹp loạn, hộ soái cùng tướng sĩ toàn quân các nơi của Long quốc đều thở phào nhẹ nhõm. Phản tướng phân bố các nơi của Hàn Hồ biết được tin Hàn Hồ đã chết, Long chủ Long quốc đã được cứu ra. Mỗi người đều hết sức lo sợ, run rẩy và hối hận không kịp, tất cả bày tỏ sự mong muốn được quy thuận. Long chủ Long quốc tạm thời không muốn tìm bọn họ để tính nợ bởi vì bây giờ đang là lúc hết sức cần người, để bỏ họ tiếp tục canh gác cửa quan, hơn nữa điều động 60 triệu quân số đến để Long Chấu Tiêu điều động, canh gác cửa U Quan. Sắp xếp xong, Long Chủ Long Quốc dẫn theo triệu huấn minh và quan hồng trở về khu vực chiến đấu để chấn giữ chỉ huy. Ở phòng tuyến thứ hai phía bắc lúc này, quân địch nước Sư Quốc phát động tổng tiến công phòng tuyến thứ hai, Trương Minh Lương dẫn đầu tướng sĩ phía bắc chiến đấu ngoan cường, cố thủ phòng tuyến thứ hai, xảy ra thương vong nặng nề. Các tướng sĩ, Lê Hộ Soái, Hộ Soái bảo vệ đệ nhất của Long Quốc sẽ sớm đến trợ giúp chúng ta, nhất định phải bảo vệ được trận địa, đợi viện quân của Lê Hộ Soái đến thì át thời khắc kẻ thù bị tiêu diệt sẽ đến. Lúc này Trương Minh Lương Hộ Soái Trân Bắc đã đích thân ra trận, giết địch ở tiền tuyến. Anh ta cũng không nói cho tướng sĩ của mình Lê Uy Long sẽ lách đến sau lưng địch, đánh úp bất ngờ quân địch, mà chỉ nói cho các tướng sĩ biết Lê Uy Long sẽ đến chi viện, để trong lòng bọn họ có sự chờ đợi. Bởi vì đây là sách lược hành động tuyệt mật không thể để lộ ra được, tránh lộ tin tức. Chỉ cần khiến các tướng sĩ biết được hộ soái bảo vệ đệ nhất của Long Quốc Lê Uy Long sẽ đến là đủ rồi. Quả nhiên, toàn bộ tướng sĩ phía Bắc biết Lê Uy Long, hộ soái bảo vệ đệ nhất của Long Quốc, Thiên Long chiến thần sẽ đến thì đều phấn chấn trở lại chỉ cần thiên long chiến thần Lê Uy Long có thể đến thì bọn họ có thể nhìn thấy hy vọng, trong lòng có hy vọng thì có thể càng thêm anh dũng giết địch. Lúc này, ở phía nam, tàu chiến liên hợp của nước Liệp ưng và nước Cử Hùng cũng phát động tổng tiến công với phía nam Long Quốc. Hộ soái chấn Nam Trần Kiệt chỉ huy tướng sĩ phương Nam chiến đấu, nhưng nước Liệp ưng và nước Cử Hùng không ngừng phái ra rất nhiều chiến hạm tấn công, Chiến hạm và trang bị vũ khí của phía Nam hiện giờ đang có cũng khó mà ngăn cản được quân chiến hạm quy mô lớn của quân địch. Chiến hạm quân địch tiến sát từng bước, tuôn vào hải vực phương Nam của Long Quốc, chiến hạm phía Nam đã khó mà chống đỡ được, liên tiếp phải tháo chạy. Phía Nam đã gặp nguy khốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết tập 29.